Đây là nhà tù quý tộc khét tiếng của Hàn Quốc. Nơi đây có đủ các loại, nào là máy chơi game bi-a, bóng rổ, ghế sofa ra màn hình chiếu phim khổng lồ và cả bàn ba hàng hịn. Thậm chí vì để né tránh giới truyền thông, căn phòng được xây dưới lòng đất 50 mét trong nhà tù, người có thể sống ở đây đều là người vô cùng giàu có. Trong mắt của họ, Trang Ho chỉ là một luật sư chỉ biết ba hoa khoác lác như đám kiến cỏ vậy. Nhưng họ sao có thể biết được đế quốc giàu có của họ sắp bị một con kiến nhỏ bé này lật đổ hoàn toàn. Trang Ho không chỉ là một luật sư chém gió với tỷ lệ thắng kiện chỉ có 10%, mà thậm chí trong nhà cũng bị vợ nắm đầu. Nhưng vì một cú điện thoại của thị trưởng đã hoàn toàn châm ngòi cho con đường chuyển mình của anh. Thị trưởng vừa thấy anh liền vào thẳng vấn đề. Thị trưởng nói rằng ba người bạn của mình mấy ngày trước đã gặp tai nạn, nhưng không ngờ được là sau cốp xe lại phát hiện ra một thi thể. Mà ba người bạn của anh đều có chức có quyền. Đội luật sư cũng đã sớm viết xong kịch bản cho bản án của họ, nhưng bây giờ vẫn thiếu một luật sư ngoan ngoãn và kém cỏi để sau khi thắng kiện mới có thể chặn được miệng của mọi người. Thứ họ cần không phải là một luật sư mà là một bình phong trên tòa. Đối diện với sự sỉ nhục này, Trang Ho liền đứng dậy định bỏ đi, nhưng không ngờ được là thị trưởng lại nói một câu khiến mọi chuyện đều thay đổi. Anh ta nói rằng hộp đen của chiếc xe đã biến mất sau khi xảy ra vụ án, nên rất hy vọng Trang Ho có thể giúp mình tìm ra hộp đen đó để vạch trần chân tướng sự việc. Ngài muốn tôi làm điệp viên hay mang giả vờ giúp họ? Có thể là do ý thức công lý hoặc cũng có thể là do sức mạnh của đồng tiền, nên Trang Ho cuối cùng đã đồng ý với yêu cầu của thị trưởng. Cùng lúc đó, thị trưởng cũng câu được con cá đầu tiên của tối nay sau khi đến nhà tù quý tộc. Thứ anh nhận được chỉ là sự cười nhạo của ba người họ cho mình. Hơn nữa, sau khi nhận được kịch bản, qua dáng vẻ bình tĩnh không tò mò không mở ra kiểm tra mà anh đã thành công khiến đối phương cho rằng mình là người thông minh. Nhưng lúc này đột nhiên thị trưởng gọi điện tới nói với họ có người tự xưng là nhân chứng của vụ án, và người này tình cờ chính là bạn của Trang Ho, người anh đã nhờ giúp mình mạo danh trước khi đến đây. Đúng vậy, Trang Ho không hề ngu ngốc như vẻ ngoài của mình, mà anh luôn có nước đi riêng của mình. Thậm chí trước khi đi, anh còn thuận tay vứt ly trà sữa vào trong thùng rác, và vừa ra khỏi đó anh vội vàng đeo tai nghe lên. Không sai, anh đã lắp thiết bị nghe lén trong ly trà sữa đó. Chỉ thông qua động tác đơn giản này mà anh đã dễ dàng điều tra ra được vị trí của hộp đen. Chuyển cảnh, Trang Ho và thị trưởng đến chỗ vợ của bác sĩ Han. Thông qua kiến thức pháp luật phong phú của mình, Trang Ho còn dọa nạt tống tiền khiến tâm lý phòng thủ của người phụ nữ không còn vững vàng được nữa mà đồng ý giao ra hộp đen. Nhưng ai ngờ được là vừa chuẩn bị đi lấy hộp đen thì thị trưởng đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp. Trang Ho cũng nhân lúc này hỏi người phụ nữ, trong ghi âm có nhắc đến một người ra lệnh cho họ giết người, rốt cuộc người đó là ai. Lúc này thị trưởng vừa hay đã quay lại nên người phụ nữ vội vàng cúi đầu và nói ra một cái tên khác, Gong Ji-hun. Thị trưởng giải thích rằng Gong Ji-hun là chủ tịch của một gia tộc tài phiệt nào đó, và ba người đang trong tù chính là cánh tay đắc lực của người họ Gong đó. Mà lúc này anh cần phải đi tham gia một cuộc họp khẩn cấp nên bảo Trang Ho sau khi lấy được hộp đen thì hãy giao cho mình. Do đó, công cụ quan trọng để tạo ra đòn phản công của Trang Ho cuối cùng cũng được giao vào tay anh. Và một câu nói khiến anh lần đầu nảy sinh cảnh giác cũng được phát ra từ chính miệng người phụ nữ trước khi cô rời đi. Hãy cẩn thận. Vụ án này có lẽ sẽ mang đến cho cậu những tổn thương vô cùng lớn đấy. Xem đoạn video ghi lại quá trình giết người của họ, cuối cùng Trang Ho đã biết giá trị thực sự của chiếc USB. Lòng tham lập tức lấn át lý trí. Cuối cùng anh đã hạ quyết tâm trải nghiệm đạo lý con người chết vì tiền bạc. Hôm sau anh đem chiếc USB đến biệt thự của chủ tịch Gong Ji-hun, giả vờ điềm tĩnh để tống tiền đối phương với con số lên đến 3 tỷ won. Nhưng không ngờ được là sau khi nghe thấy vẻ mặt của chủ tịch không hề có chút gì gọi là dao động, thậm chí còn cho rằng anh bị thần kinh. Sau đó mất kiên nhẫn mà đuổi anh ra ngoài. Sau khi bị người khác sỉ nhục thẳng mặt lần nữa, Trang Ho đã hoàn toàn kích động và quyết tâm làm đến cùng, nên anh đã quyết định đem chiếc USB giao cho công tố viên. Nhưng không ngờ được là lúc này thị trưởng lại lần nữa gọi điện tới đòi chiếc USB. Trang Ho cũng không giấu giếm nữa mà trực tiếp nói mình định giao nó cho bên công tố. Sau khi nghe xong, thị trưởng lại không ngăn anh lại. Có điều Trang Ho lại không biết rằng trên mặt thị trưởng lúc này đã lộ ra sát ý. Quả nhiên tối hôm đó, sau khi uống một ly nước miễn phí đồng tử của Trang Ho đột nhiên mở to. Sau đó thế giới trước mặt liền biến thành những dải màu rực rỡ. Cuối cùng anh đâm liên tiếp vào ba chiếc xe và thực hiện một pha lộn nhào trên không rồi mới đập thẳng xuống đất. Chiếc xe bị biến dạng nghiêm trọng, theo lý mà nói có lẽ anh đã đắp chiếu tại chỗ luôn rồi. Nhưng anh có thói quen thắt dây an toàn nên không những không chết mà còn thốt ra một lời thề cay nghiệt. Sau vụ tai nạn thảm khốc của vụ đâm xe liên hoàn, Trang Ho lại tỉnh dậy như một kỳ tích. Nhưng đây không phải là do anh hên mà là cực kỳ đen đủi. Vì những chuyện xảy ra tiếp theo đây sẽ khiến anh phải hối hận vì mình vẫn còn sống. Có lẽ vì anh đã dành hết vận may để gặp được vợ mình nên anh làm bất cứ chuyện gì cũng đều thất bại ngay chính lúc quan trọng nhất. Ngay đến cả môn nhảy cao anh giỏi nhất thì cột nhảy cao cũng bị gãy vào ngay lúc then chốt. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô thì bất luận có đen đến đâu thì anh cũng đều thấy đáng. Chúng ta chia tay đi. Hên đó chỉ là một giấc mơ, nhưng rất nhanh thôi anh sẽ thấy hối hận vì đã không đề nghị ly hôn từ trước. Đối diện với sự quan tâm tận tình của vợ, câu đầu tiên anh nói ra lại chính là, điện thoại của anh đâu, lúc nào rồi mà còn quan tâm đến điện thoại chứ?
xe của anh bị nát bét rồi kìa. Nhưng vì chuyện rất gấp nên anh đã vội bảo vợ gọi vào máy mình. Tuy nhiên anh không biết rằng người thần bí lại chọn cách phớt lờ chiếc điện thoại mà chỉ lấy đi chiếc USB trong chỗ tay vịn. Sau đó chiếc xe cùng với điện thoại được đưa vào máy nghiền để tiêu hủy hoàn toàn tất cả chứng cứ. Ở bên này, Trang Hô vừa xuống giường thì một đội cảnh sát đột nhiên xông vào nói rằng họ đã kiểm tra trong người anh có thành phần ma túy nên bây giờ chính thức bắt anh về đồn. Dường như lúc này sóng gió đang từ từ ập đến. Trước khi đi, người vợ dặn dò anh bất luận có chuyện gì thì tuyệt đối đừng từ bỏ hy vọng, hãy vì cô mà phải sống thật tốt. Những lời của người vợ khiến Trang Hô lập tức bình tĩnh lại và nhớ lại những chuyện đã xảy ra gần đây. Sau đó anh liền đoán rằng đây chắc chắn là âm mưu do Gong Ji-hun dàn dựng lên. Do đó anh nói dối rằng muốn khai hết tất cả để lừa lấy cơ hội gặp thị trưởng. Nhưng điều khiến anh không thể ngờ được là thị trưởng căn bản không quan tâm đến sống chết của anh mà chỉ quan tâm chiếc USB đang ở đâu. Sau khi biết được Trang Hô đã làm mất chiếc USB đó, ông liền quả quyết đứng dậy bỏ đi. Sau khi mất đi người duy nhất có thể cứu mình, Trang Hô cuối cùng đã bị đưa đến nhà tù khét tiếng. Nhưng trong lòng anh lại không hề sợ hãi một chút nào, vì anh biết cho dù mang tội danh sử dụng ma túy thì cũng chỉ ngồi tù nhiều nhất là 3 tháng. Tuy nhiên điều anh không thể ngờ được là lúc này đang có một âm mưu lớn hơn đang được dàn dựng ở bên ngoài. Bố vợ vừa khóa cửa công ty luật và chuẩn bị rời đi thì một đám người cầm cưa điện và búa bất ngờ xuất hiện, mà mục tiêu của họ chính là công ty luật của Trang Hồ. Thấy bố vợ vội vàng lên trước ngăn lại, ai ngờ được là đối phương không chỉ có lệnh khám xét mà còn đập cửa ngay trước mặt ông. Điều càng khiến người khác không ngờ được tới là mục tiêu của chúng vô cùng rõ ràng, đó chính là bức tường phía sau tủ. Sau vài nhát búa, bọn chúng không chỉ lấy ra được vàng thỏi mà còn có vũ khí, thậm chí còn có lượng lớn heroin từ trong bức tường nữa. Sau đó bọn chúng lại trực tiếp cắt trần nhà ra. Còn ở bên này, những ngày tháng trôi qua với Trang Hô cũng không dễ dàng gì. Vừa mới vào tù, anh đã bị ba tên thuộc hạ của bọn tài phiệt bắt lại, thậm chí còn gọi lão đại của nhà tù đến. Người của hắn ta đều là những kẻ liều mạng nên mục đích gọi bọn họ đến đây không chỉ là để đánh đập anh. Lúc này trong lòng Trang Hô vẫn còn chút ngây thơ, anh cho rằng nếu mình chết thì họ chắc chắn cũng khó sống. Nhưng tên tóc dài lại nói với anh một sự thật vô tình. Đây là nơi duy nhất không chịu sự quản lý của pháp luật ở Hàn Quốc. Mày nghĩ giết chết một tên tội phạm thì nơi đây sẽ có gì thay đổi sao? Thế là chút may mắn cuối cùng trong lòng anh cũng hoàn toàn bị dập tắt. Trang Hô tuyệt vọng mà bắt đầu van xin, nhưng tất cả đều đã muộn. Đúng lúc này quản ngục đã chạy đến cứu anh một mạng. Những người đang giải cứu cho anh làm sao cũng không thể ngờ được là đây sẽ là điều họ hối hận nhất trong cuộc đời. Nhưng tên tài phiệt một lòng muốn giết Trang Hô tại sao lại muốn cứu anh chứ? Thì ra hôm nay vừa hay có một bữa tiệc từ thiện, chủ tịch tài phiệt Gong Ji-hun và thị trưởng đều có mặt ở đó. Nhưng từ trong cuộc nói chuyện của họ có thể thấy hai người này rõ ràng là bằng mặt không bằng lòng. Gong Ji-hun thấy ngứa mắt vì thị trưởng có xuất thân thấp kém. Thị trưởng cũng cười nhạo hắn là bị một tên Big Mao thần bí lừa cả mấy trăm tỷ won. Nhưng ai ngờ được là lúc này trên TV đột nhiên lại nổ ra một tin tức vô cùng lớn. Không chỉ đưa tin Trang Hô bị bắt vì sử dụng ma túy chính là tên đại bịp Big Mao, mà còn nói rằng đã tìm được một phần số tiền ăn cắp trong văn phòng của anh, nhưng phần lớn của nó thì lại không rõ tung tích. Do đó để tìm lại trăm tỷ won bị lừa mất, Gong Ji-hun mới cứu Trang Hô vào phút chót. Có điều từ vẻ mặt của Gong Ji-hun và thị trưởng thì không khó có thể thấy được người đã gài bẫy Trang Hô vốn không phải hai người. Vậy thì người đã gài anh là ai đây? Hay có lẽ là Trang Hô thực sự chính là tên Big Mao ba hoa khoác lác? Còn ở bên này, người vợ Mi Ho đưa luật sư đến thăm tù. Nhưng không ngờ được là cảnh ngục lại lấy lý do Trang Hô từ chối để ngăn không cho họ gặp nhau. Không còn cách nào khác, vì để Trang Hô tiếp tục kiên trì, cô chỉ có thể đứng trước mặt phóng viên bày tỏ sự ủng hộ và niềm tin của mình qua ống kính. Cùng lúc đó, Trang Hô ở trong tù cũng xem được tin tức đó, nhìn người vợ một mình đứng trước ống kính hứng chịu tất cả nhưng vẫn rất kiên cường. Anh không nén được nỗi đau mà bật khóc nức nở. Có điều đau lòng cũng chỉ có vậy thôi, vì bản tính vốn yếu đuối nên anh vẫn chọn cách chạy trốn. Cũng giống như năm đó, chỉ vì hai lần không thi được chứng chỉ y khoa mà anh đã đề nghị chia tay với Miho. Nhưng ai ngờ được là Miho lại trực tiếp lấy sổ tiết kiệm của mình ra và yêu cầu anh chuyển sang học luật. Tuy nhiên nhìn thấy đôi giày cũ rách mà cô đi, Trang Hô vẫn kiên quyết muốn chia tay. Nhưng không ngờ được là Miho lại nói, nếu anh không muốn tiêu tiền của người yêu vậy thì chúng ta kết hôn đi. Cuối cùng dưới sự tấn công kịch liệt của Miho, hai người đã đi với nhau đến cùng. Nhưng giờ đây anh lại khiến Miho phải chịu đựng nhiều khổ cực đến vậy. Lúc này Trang Hô đột nhiên nhớ đến lúc đó mình có mua bảo hiểm tử vong. Do đó cuối cùng anh vẫn không nghe lời dặn dò của vợ. Sau khi viết một bản di thư, anh liền chuẩn bị tự vấn. Đúng lúc này có một ông chú đến khuyên ngăn. Anh tốt nhất đừng có nghĩ đến việc tự vấn. Nếu anh tự vấn thất bại thì anh sẽ phải sống phần đời còn lại trong cảnh tàn tật. Tại sao ngay cả việc chết tôi cũng không thể tự mình quyết định chứ? Vận may của tôi sao có thể tệ đến vậy chứ? Có điều chính lúc anh đang oán than vì vận mệnh của mình thì đột nhiên phát hiện ra người ở bên cạnh hình như đang nhìn mình. Sau đó anh lập tức nảy số. Ở đây toàn bộ đều là phạm nhân, mình đâu cần phải tự vấn chứ. Ông lão này rất không phục. Nghe nói trong tù có một đại ca mới đến nên muốn đích thân chào hỏi đối phương để cho hắn biết ai mới chính là lão đại thực sự của nơi đây. Mày chính là Big Mao khét tiếng đó sao? Biết là lão ta đang tìm đến mình gây rắc rối nhưng Trang Hô vẫn chọn cách nhẫn nhịn mà chỉ cảnh cáo lão ta một câu cách xa mình ra một chút. Ai ngờ được là lời vừa dứt, lão ta liền cho anh một bạt tai. Lúc này Trang Hô hoàn toàn điên lên rồi. Bố mày không giao ai thì mày tưởng bố mày là mèo hen sao? Lão chun xích này vẫn nhất quyết không chịu dừng lại. Đã vậy lại còn bảo đàn em giữ chặt tay anh lại rồi cho Trang Hô vài đường quyền.
Chính vào lúc này Cảnh Ngục vừa hay đi tới thành công ngăn chuyện này lại. Nhưng Trang Hô sao có thể nuốt được cục tức này chứ? Đến bữa trưa hôm sau, Trang Hô liền trộn cơm vào canh rau trước, sau đó bê đến trước mặt lão Chun Sik. Lão ta cứ tưởng rằng anh đến cầu hòa, nhưng không ngờ được là sau đó. Giết tao đi, tất cả đám đệ của Chun Sik lập tức đứng dậy. Nhưng lão ta lại cười nhẹ mà bảo họ ngồi hết xuống. Như vậy vẫn chưa đủ sao, tao xin mày giết tao đi. Tên khốn này, sao lão ta có thể chịu được sự sỉ nhục lớn đến vậy chứ? Lão ta bẻ gãy đôi đũa định đâm Trang Hô, nhưng không ngờ Trang Hô đã thoát khỏi đám đệ của lão rồi cho hắn một đường bay lộn xuống đất bất tỉnh tại chỗ. Điều này không chỉ khiến tất cả mọi người ở hiện trường thấy kinh ngạc mà ngay đến cả bản thân Trang Hô cũng sốc ngang. Thì ra anh vốn là một luật sư vô dụng bị người ta hãm hại gài bẫy nên trở thành lão đại ở nhà tù Big Mao, và giờ đây anh chỉ một lòng muốn tìm đến rắc rối để được chết. Mình chưa bao giờ đánh người nên không biết rằng nắm đấm của mình lại mạnh đến vậy. Nếu lão đại của nhà tù không ổn thì anh sẽ chuyển mục tiêu qua tên sát nhân biến thái. Nghe nói đối phương không chỉ giết 9 người ở bên ngoài mà còn cắn đứt tai của bạn tù vì bị thần kinh, ngay đến cả Cảnh Ngục cũng không dám động vào hắn. Sau khi xác nhận mục tiêu, Trang Hô trực tiếp tìm đến hắn nhân lúc đang làm việc, vừa gặp anh đã vứt bao tải vào người hắn, sau đó bắt đầu bật chế độ cà khịa. Mẹ mày sao lại đẻ ra mày chứ? Rốt cuộc bà ấy đã ăn thứ gì mới đẻ ra loại bệnh hoạn như mày vậy? Người đàn ông dùng ánh mắt giết người nhìn Trang Hô, nhưng ngược lại càng khiến Trang Hô bắt đầu dùng tay đẩy hắn mạnh hơn, đã vậy mồm còn không ngừng hét lên rằng: "Nếu mày đã giết 9 người thì vừa hay tính thêm cả tao cho đủ 10 đi." Người đàn ông cuối cùng không thể nhịn được nữa mà liền rút trong túi ra một miếng sắt mỏng, mà điều này vừa hay lại vừa ý Trang Hô, sau đó anh vội vàng cầm tay đối phương đặt lên cổ mình và bảo hắn đừng do dự mà mau ra tay đi. Mưu kế của Trang Hô sắp thành công thì người đàn ông liền hất tay anh ra: "Thế nào cho mày cơ hội mà mày không muốn sao? Mày phải gom đủ 10 người để khoe với mẹ mày chứ." Bầu không khí lúc này đã căng đến mức khủng khiếp, chắc lần này anh có thể chết thành công rồi đây. Nhưng không ngờ được là sau đó người đàn ông lại gục xuống đất bật khóc nức nở: "Mẹ à!" Trang Hô nhìn thấy cảnh này cũng lập tức đứng hình tại chỗ. "Mình không nên nhắc đến mẹ tên thần kinh này với hắn, tôi xin lỗi." "Mày tránh ra, đã làm đến như vậy rồi mà vẫn không được, muốn chết mà cũng khó quá đi." Rất nhanh tin Big Mao chọc điên tên thần kinh đã lan truyền khắp nơi. Ngay đến cả lão Chun Sik muốn trả thù Trang Hô cũng cảm thấy đó là một ý tưởng xa vời. Do đó khi Trang Hô đến nhà ăn lần nữa thì đã mang phong thái của một đại ca. Có điều cũng có người không có mắt nhìn, mặc dù địa vị đã thay đổi nhưng ý muốn tìm đến cái chết trong lòng Trang Hô vẫn chưa bao giờ tắt. Khi biết được cai ngục trưởng vô cùng ghét những người vượt ngục, chỉ cần bị phát hiện sẽ lập tức bắn chết, anh liền quyết định tối nay sẽ vượt ngục. Sau bữa tối, nhân lúc cai ngục không chú ý, anh trực tiếp chạy vào ống cứu hỏa, sau đó bẻ gãy cây lau nhà rồi vênh váo lao ra quảng trường. Cuối cùng đứng giữa quảng trường mà bắt đầu chào hỏi lính canh: "Đám khốn nạn các người đến đây đi." Lập tức vô vàn họng súng chĩa thẳng vào người anh, và Cảnh Ngục cũng lập tức chạy đến bao vây anh lại. Cùng lúc đó, cai ngục trưởng nhận được tin có người vượt ngục: "Đám khốn nạn này đều điên hết rồi sao, không để cho người khác ngủ à?" Bên ngoài, Trang Hô không ngừng la hét: "Bắn chết tao đi." Tuy nhiên đám cai ngục nhận lệnh chỉ được bắt sống anh. Chính vì chuyện này mà ngày hôm sau Trang Hô đã bị phạt đi hót phân. Ngay cả như thế anh vẫn không chịu bỏ cuộc. Lúc này đám tay chân đang cùng anh hùng hổ xông thẳng vào nhà ăn, nghe thấy tiếng ồn ào lượng lớn, Cảnh Ngục cũng nhanh chóng chặn đường họ lại. Ai nấy đều cầm dùi cui súng điện sẵn sàng tấn công, nhưng đối diện với những lời đe dọa từ cai ngục, Trang Hô không những không hề nhượng bộ mà ngược lại còn nói rằng bây giờ họ muốn đi ăn cơm. Cuộc đối đầu bên này đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Cảnh Ngục còn tỏ vẻ thách thức uy nghiêm của Trang Hô: "Quay về, một luật sư thất bại đã đi đến đường cùng này sao họ dám động vào chứ?" Thế là anh liền xách xô nước phân lên trực tiếp hất vào Cảnh Ngục. Một thùng vẫn chưa đã, anh liền ra lệnh cho đàn em nhanh xách lượng nước phân đến tay mình rồi hất hết lên tất cả đám Cảnh Ngục. "Đứa nào dám đứng ra nào tao sẽ đổ cả nước phân vào mồm đứa đó." Hành động này thành công thu hút sự cổ vũ của tù nhân, khiến vị trí lão đại của Trang Hô càng chắc chắn hơn nữa. Thấy không thể địch lại họ, Cảnh Ngục nhanh chóng gọi cứu viện. Tất cả súng điện đều chĩa thẳng vào người Trang Hô. Cảnh Ngục cũng đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng với anh: "Nếu mày còn dám làm loạn nữa bọn tao sẽ nổ súng thật đấy." Nhưng Trang Hô căn bản lại không hề sợ hãi. Anh vừa định ra tay thì cai ngục trưởng dẫn 3 vị khách quý đến, một bên là Big Mao hoàng đế ngầm trong lời đồn, một bên là cai ngục trưởng tàn bạo và độc ác. Cuộc đối đầu quyết liệt giữa hai người lập tức khơi dậy sự ủng hộ của mọi người. "Ở đây có rất nhiều con mắt đang nhìn vào, cậu hãy bỏ thứ trong tay xuống đi, thật là muốn chết ở đây mà." Đối diện với lời cảnh cáo cuối cùng của cai ngục trưởng, Trang Hô căn bản không hề tỏ ra sợ hãi. Anh ném cái gáo trong tay xuống đất rồi từ từ đi tới bên cai ngục trưởng và nói thầm vào tai ông ta: "Tôi rõ ràng đã cảnh cáo ông rồi mà, vậy mà ông vẫn nói chuyện với tôi như vậy sao?" Thì ra tối qua Trang Hô muốn vượt ngục để tìm đến cái chết. Khi cảnh ngục sắp nổ súng, cai ngục trưởng lại đột nhiên phát hiện người đó chính là anh. "Không được nổ súng." Thấy cách tìm đến cái chết này vẫn không thể thực hiện được, anh trực tiếp ngồi gục xuống đất tức đến nỗi bật khóc. Sau chuyện đó, cai ngục trưởng còn đích thân tiếp đón anh và cố gắng thăm dò anh có thực sự là Big Mao đã nuốt 100 tỷ won của chủ tịch kia không. Trang Hô liền thẳng thừng phủ nhận chuyện này và cũng không thèm ke ông ta, nhưng ai ngờ được cai ngục trưởng lại không biết điều mà dùng vợ và bố vợ của anh ra uy hiếp. Do đó điều này đã hoàn toàn động đến giới hạn của anh: "Các người cứ động vào họ thử xem."
các người đều phải chết hết, bất luận là Gong Ji-hun hay là ông, cả người nhà của các người nữa, cậu điên rồi sao? Cậu nghĩ mình là ai? Tôi chính là Big Mao đó đồ ngu. Luật sư vô dụng bị đổ oan là tên trùm lừa đảo và bị tống vào tù, nhưng thân phận giả này lại trở thành lá bùa hộ mệnh cho anh, toàn bộ cảnh ngục đều tôn thờ anh như một vị thần. Nhưng giả thì không bao giờ có thể là thật được, rồi sẽ có ngày bị bại lộ thôi. Người đầu tiên dám thách thức anh chính là tên mắt chuột này nhận lệnh từ đội ba tên tài phiệt này. Vì Trang Hô đã từng suýt bị ba người giết nên họ không hề tin anh chính là tên trùm lừa đảo khét tiếng đó, nhưng cai ngục trưởng lại tin sái cổ. Khi nhìn thấy tên một mắt định tấn công Trang Hô, ông lập tức bảo cảnh ngục bật báo động. Thế là tiếng chuông lập tức vang lên trên sân, thấy pha tấn công không thành, tên một mắt liền chọn cách nhanh chóng ra đòn. Trang Hô yếu đuối căn bản không phải là đối thủ của hắn, nên lập tức bị ăn mấy cú đấm đau điếng. Jerry định đi tới giúp anh nhưng lại bị đám người kéo lại. Còn những tù nhân khác thì nhanh chóng vây quanh hai người, vì họ cũng muốn xem trùm lừa đảo rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Tuy nhiên tên một mắt sức trâu, lại thêm trên tay hắn có vũ khí nên Trang Hô chỉ có thể chọn cách co giò chạy, mà cảnh này lại bị nhóm ba người tài phiệt nhìn thấy hết và lại càng chắc chắn hơn vào suy nghĩ của mình. Cuối cùng tên một mắt giơ chân đạp vào mông Trang Hô khiến anh ngã lăn ra đất, tiếp đó còn thuận thế đâm thẳng vũ khí vào mặt Trang Hô. Lúc này máu không ngừng chảy ra từ bàn tay nắm chặt lấy vũ khí, điều này khiến đôi mắt đỏ ngầu của anh càng dữ tợn hơn. Thấy tên một mắt sắp thành công thì cảnh ngục đã kịp thời chạy tới cứu Trang Hô. Lúc này tất cả người ở hiện trường đều có suy nghĩ của mình. Nhóm ba tên tài phiệt kia đã hiểu ra tầm quan trọng của cai ngục trưởng. Lão đầu chọc Chun Sik thì lại cảm thấy rất mất mặt. Những người bạn tù khác cũng lần lượt nghi ngờ về thân phận của anh. Còn Trang Hô sau khi đứng dậy thì đã hiểu ra một chuyện. Người đã biến mình thành Big Mao không phải họ. Ngày hôm sau nhóm ba người tài phiệt đã tìm đến cai ngục trưởng, dùng 300 triệu won để mua lại đôi mắt của ông ta trong 10 phút. Họ sẽ làm nhanh trong 10 phút và giả vờ như đó là một tai nạn. Như vậy cai ngục trưởng cũng có thể dễ dàng ăn nói với Gong Ji-hun, nhưng nhóm ba người lại hoàn toàn không biết được là ông ta lại là một người vô cùng xảo quyệt. Vì vậy khi mọi người đang phân phát vũ khí, cai ngục trưởng đã bảo đội cơ động phục kích sẵn ở đó, sau đó đội y tế chờ lệnh chuẩn bị cấp cứu đồng thời liên tục dặn dò cai ngục. Cùng lúc đó Trang Hô vẫn còn đang mơ màng nhìn ngọn lửa nghĩ xem ai là kẻ chủ mưu đứng sau hãm hại mình, hoàn toàn không chú ý đến đại nạn đang chuẩn bị ập đến. Người đầu tiên phát hiện ra tình hình chính là nhóm trưởng nô trong phòng của họ. Người đâu rồi mau đến đây. Big Mao sao? Hôm nay tao sẽ chôn vùi mày dưới đống rác. Sau tiếng hét của tên một mắt, hai bên lập tức lao vào chiến. Mặc dù đám người Trang Hô không có vũ khí nhưng do đông đảo hơn nên tạm thời vẫn chiếm được lợi thế. Trong lúc hai bên đang cắn xé nhau dữ dội, tên tâm thần vẫn đứng một bên liền rút mảnh sắt ra và nhìn về phía Trang Hô. Nhưng khi thấy hắn sắp tấn công thành công thì nhóm trưởng nô lại lao người đến, thay Trang Hô ăn trọn nhát dao này. Sau đó hắn ta lại đứng dậy muốn lén tấn công lần nữa thì trưởng nhóm lại không màng cơn đau mà ôm chặt lấy chân hắn. Cuối cùng đã câu được thời gian để Trang Hô phát hiện ra tình hình bên này, do đó anh liền bay người đến đạp cho tên thần kinh kia một cái ngã lăn ra đất. Nhìn thấy ông nô vì mình mà bị thương rồi lại nhìn thấy tên thần kinh đang nằm trên đất cười như điên như dại. Anh lập tức điên lên, đôi mắt mở to ra đầy giận dữ. Đúng lúc này đám cảnh ngục đã đến dẹp loạn, chỉ vì muốn sống nên Trang Hô mới nhận mình là tên trùm lừa đảo. Nhưng kết quả lại bị lộ tẩy trong một trận chiến. Điều này không chỉ khiến bạn tù của anh nguy hiểm đến tính mạng mà còn khiến cai ngục trưởng vẫn luôn tin anh bắt đầu nghi ngờ. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo đây sẽ hoàn toàn phá vỡ nhận thức của họ. Đầu tiên là cai ngục trưởng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi ông nô đỡ một dao cho Trang Hô. Nhưng không ngờ được là sau khi nghe ông nói thầm bên tai, ông ta liền thả hết đám người Trang Hô ra khỏi phòng biệt giam. Tên tội phạm cầm đầu vụ ám sát còn lớn tiếng mắng Trang Hô, nhưng anh lại nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một xác chết vậy. Và quả nhiên khi cảnh ngục đưa cơm đến cho hắn thì hắn đã biến thành một xác chết rồi. Nhưng dây thừng trong phòng biệt giam ở đâu ra chứ? Và hắn đã lên đó như thế nào chứ? Còn ở bên này Trang Hô vừa đi thăm ông nô ra thì vừa hay nhìn thấy cảnh ngục đang xử lý thi thể. Thế là cai ngục trưởng liền gọi anh lại và dò hỏi anh để không được gây ra bất cứ vụ án mạng nào nữa. Trang Hô nói rằng mình không biết gì, nhưng sau khi nhìn thấy thi thể của tên tội phạm cầm đầu đám giết mình cuối cùng anh cũng đã hiểu ra lời cai ngục trưởng. Có điều biểu cảm của anh cũng bị cai ngục trưởng ghim chặt, và càng chắc chắn rằng anh chính là trùm lừa đảo hàng pha ke. Rất nhanh tin về tên đầu sỏ ám sát Trang Hô tự vấn trong phòng biệt giam đã được lan truyền khắp nhà giam, tù nhân lập tức bỗng trở nên hoảng loạn. Ngay đến cả cai ngục cũng bắt đầu theo dõi anh chặt chẽ, nhưng những điều này không thể ngăn được quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn của Trang Hô. Không thể không nói anh ngày càng có khí thế làm đại ca. Đệ tử dưới trướng cũng ngày càng nhiều và ngày trở thành lão đại thực sự của nhà tù đã sắp đến gần. Những tin đồn ngày càng dữ dội hơn cuối cùng đã truyền đến căn phòng biệt giam. Hai tên tội phạm đã từng cầm dao ám sát anh cũng lập tức bị dọa cho sợ hãi, điên cuồng đập cửa muốn ra khỏi phòng biệt giam. Không còn cách nào khác, cai ngục chỉ có thể báo cáo chuyện này lại với cai ngục trưởng, còn ông ta cũng đưa ra một quyết định khiến mình phải hối hận, hãy thả họ ra trước đi. Trang Hô trong nhà ăn vẫn thư thái thưởng thức bữa cơm thì hai tên tội phạm nghênh ngang đi vào. Jerry thấy vậy lập tức nhắc nhở anh, nhưng khi anh ngẩng lên nhìn thì vừa hay lại đọ mắt với tên thần kinh. Sự xuất hiện của ba người lập tức trở thành tâm điểm của nhà ăn. Tất cả mọi người đều nghĩ xem anh sẽ trừng phạt họ thế nào, ngay đến cả lão Chun Sik cũng đang ngồi hóng dưa bờ. Nhưng sau khi ba người an toàn ngồi vào chỗ, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt thất vọng. Có điều biểu cảm của Trang Hô lại có chút khiến người khác thấy tò mò.
đại ca anh không ăn nữa sao? Nhìn thấy hai người lăn ra đất, Trang Hồ cũng lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Tất cả mọi người lập tức vây tới, cuối cùng dưới sự chứng kiến của mọi người, hai tên đó đã đắp chiếu tại chỗ. Nói không chừng Big Mao có thể đang ở đây, hắn ta có thể đang ở rất gần mình. Lần này cai ngục trưởng không thể dùng cách tự soát để cho qua chuyện được, vì cảnh sát hình sự bên ngoài cũng đã bắt đầu tham gia vào việc điều tra và xác định đó là vụ đầu độc. Nhưng thời gian họ từ phòng biệt giam ra ngoài nhà ăn chỉ có vẻn vẹn 4 tiếng, vậy họ đã trúng độc thế nào? Bên hình sự liền đưa ra yêu cầu kiểm tra đường đi của họ qua camera giám sát, nhưng hoàn toàn không ngờ được là toàn bộ hành trình của họ lại vô cùng bình thường. Nhưng trong lúc ăn, họ lại lấy từ trong túi ra một vật gì đó rồi nhét vào miệng, chính xác là tự soát. Điều này khiến cai ngục trưởng tức điên lên và bắt đầu đến phòng giam lục tìm chứng cứ. Kết quả là không những không thu được gì mà còn khiến người đến hóng cười nhạo mình. Thế là ông ta liền đem hết bực tức trút lên người đám tù nhân đến hóng phốt, nhưng không ngờ được là tất cả mọi người lại không thèm đếm xỉa đến lời ông ta. Thấy vậy, Trang Hồ liền bỏ tay xuống và đi tới, chỉ dùng một ánh mắt đã khiến tất cả bọn chúng sun hết vòi lại. Sự tương phản rõ rệt này cuối cùng đã khiến người cai ngục trưởng ý thức được tình hình đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát, để làm lung lay uy danh của Trang Hồ. Ông ta liền lớn tiếng nói rằng hai người chết gần đây đã tự vấn vì bệnh tâm thần, nhưng không ngờ được là Trang Hồ lại nhẹ nhàng hỏi lại, vậy thứ gì đã khiến người tâm thần sợ đến mức tự vấn chứ? Và thứ gì đã khiến họ trở nên điên loạn chứ? Mà đây cũng là nghi vấn trong lòng cai ngục trưởng. Nhưng vì để không thua thế, ông ta còn ghé vào tai Trang Hồ và đưa ra lời cảnh báo cuối cùng. Cậu chỉ còn lại 4 ngày, nếu không giao được danh sách đó ra thì mày sẽ chết mà người không biết quỷ không hay. Thì ra người nghi ngờ thân phận của anh không chỉ có cai ngục trưởng mà còn có chủ tịch Gong Ji-hun, người đã cứu anh một mạng để lấy lại được 100 tỷ won bị lừa từ chùm lừa đảo. Hắn đã bảo Trang Hồ nói ra danh sách 5 khách hàng buôn bán ma túy lớn nhất của Big Mao để chứng minh thân phận. Nhưng sao Trang Hồ biết được danh sách gì chứ? Do đó anh chỉ có thể lấy lý do không thể bán đứng thông tin khách hàng lớn làm lý do để lấp liếm chuyện này. Kết quả là lại càng khiến chủ tịch chắc chắn hơn rằng anh là đồ pha ke. Trước khi đi, chủ tịch cho anh thời hạn 7 ngày. Nếu không giao ra được danh sách thì chứng tỏ anh chính là đồ giả mạo. Đến lúc đó sẽ lấy cái mạng quèn của anh, là một tên trùm lừa đảo hàng pha ke. Cách duy nhất để Trang Hồ có thể giao ra được danh sách chỉ có nhờ viện trợ bên ngoài, nhưng anh lại liên tục đánh ngất cai ngục ở những nơi có camera giám sát, sau đó lại dùng điện thoại của cai ngục gọi điện cho thị trưởng cứu trợ ở bên ngoài. Nhưng càng khó hiểu hơn là Trang Hồ lại có thể chắc chắn thị trưởng đang muốn tìm ra Big Mao thật sự, do đó anh liền trực tiếp nói với thị trưởng. Chính vì Big Mao đã lừa Gong Ji-hun hàng trăm tỷ won nên khó có thể thoát thân, do đó đã đẩy mình ra làm người gánh tội thay. Nếu như anh không thể giao ra danh sách vậy thì tên Big Mao thật sự sẽ hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy, hai ngày sau khi vợ anh đến thăm, hai người vừa gặp đã ôm nhau thật chặt, khao khát muốn đối phương hòa nhập vào làm một với mình mà hoàn toàn không hề để ý đến cảm giác của anh bạn thân còn đang ế. Cậu ra ngoài đi. Sau khoảng thời gian phát cơm chó, người vợ liền lấy ra một mảnh giấy đưa cho Trang Hồ và nói rằng thị trưởng bảo mình mang đến. Trang Hồ vội vàng mở tờ giấy ra, bên trong quả nhiên có thông tin chi tiết của 5 người. Anh liền lấy điện thoại của vợ gọi điện cảm ơn thị trưởng trước rồi hỏi ông danh sách có đúng hay không. Về điểm này thị trưởng vô cùng chắc chắn, vì danh sách đó từ chỗ một người bạn thân tín từng là công tố viên của mình. Cảm ơn, tôi sẽ không quên ân tình này đâu. Sau khi lấy được danh sách, Trang Hồ lại càng tự tin hơn gấp bội, nhưng anh lại không biết được rằng bạn tâm phúc của thị trưởng đã sớm bị Gong Ji-hun mua chuộc. Do đó danh sách giao cho thị trưởng chính là tác phẩm của hắn ta. Tôi có chút hào hứng đấy, tôi nghĩ là Trang Hồ sẽ nói ra một vài cái tên. Cùng lúc đó trong nhà tù đang diễn ra một trận cá cược, một lượng lớn thẻ mua sắm trị giá hàng triệu won được đưa đến nhà tù. Sau khi phân loại và sắp xếp lại, chúng được bàn giao cho từng tù nhân. Nhưng danh mục của lần cá cược này không phải là Trang Hồ có phải là trùm lừa đảo Big Mao hay không, mà là cuộc đọ sức giữa Big Mao và bộ ba tài phiệt. Không sai, trong lòng tất cả phạm nhân, Trang Hồ đã là trùm lừa đảo thực sự. Những phạm nhân đã từng ám sát Trang Hồ toàn bộ đều đã về với các cụ. Có điều vụ cá cược đã đi quá xa nên cuối cùng đã bị nhóm ba tên tài phiệt phát hiện ra. Thế là hai bên cuối cùng đã đấu tay đôi trong chỗ trồng rau. Thấy Jeji bị đối phương đánh bị thương, Trang Hồ lập tức hứa với tất cả mọi người: hãy chuyển lời cho những người tin tưởng tôi rằng lần này họ sẽ kiếm được một số tiền lớn. Thấy cuộc mâu thuẫn sắp leo thang, cai ngục trưởng đã kịp thời xuất hiện. Nhưng bộ ba tên tài phiệt vẫn không ngừng khiêu khích, mà ngược lại còn cười nhạo anh sắp bị chủ tịch vạch trần. Còn Trang Hồ thì lại tự tin hỏi đối phương có dám cược một phen không. Tao cược 100 triệu won là mày không có danh sách đó, mày đang đùa sao? Tao cược 300 triệu won tao có danh sách đó, chốt kèo nhé. Rất nhanh thời gian đã đến ngày giao ra danh sách. Gong Ji-hun kiêu ngạo đến bên cạnh thị trưởng, trực tiếp nói với anh rằng danh sách đó là giả, đồng thời cảnh cáo anh nếu chứng minh danh sách của Trang Hồ lấy từ chỗ anh, vậy thì anh cũng sẽ được xếp vào với thân phận đồng phạm của Big Mao và sự nghiệp của anh cũng lập tức chấm hết vì sự nghiệp của mình. Thị trưởng vội vàng gọi cho cai ngục trưởng ngăn chuyện đó lại, nhưng ông ta cũng đã sớm chọn được đội cho mình. Do đó lão ta không những trực tiếp từ chối cuộc gọi mà còn bảo cai ngục đi dẫn Trang Hồ đến. 5247 có người đến thăm. Trang Hồ vô cùng tự tin đi ra khỏi phòng giam. Đám đệ thì đã sớm đợi ở bên ngoài từ lâu, lúc này anh đã hoàn toàn trở thành ông trùm trong mắt tất cả mọi người.
Giờ đây anh không chỉ là một ông trùm có thể dẫn dắt họ giành chiến thắng trong vụ cá cược mà còn là một ông trùm có thể dẫn họ đi tiêu diệt đám tài phiệt. Nhưng điều đang chờ đợi anh phía trước lại là một cái bẫy hay có thể giúp anh ổn định lực lượng đây. Gong Ji-hun cũng đã có mặt để vạch trần Chang Ho. Hắn yêu cầu cả hai đều viết danh sách nhà đầu tư ra giấy, rồi sau đó cai ngục trưởng sẽ công bố kết quả. Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng anh là trùm lừa đảo pha ke. Nhưng danh sách người buôn Mai Thúy anh viết ra lại hoàn toàn trùng khớp với danh sách thật, thậm chí còn chỉ ra cái tên bị viết sai trong danh sách của đối phương. Lần này đã hoàn toàn chứng minh được Chang Ho chính là Big Mao. Cảnh ngục vội vàng truyền kết quả lên trên lầu, khiến cả nhà tù lập tức vui mừng đến loạn hết lên. Còn ở bên này, Gong Ji-hun lại không hề thất vọng quá nhiều, vì dù gì hắn đã từng bị Big Mao lừa mất 100 tỷ won rồi mà. Nếu như Chang Ho là Big Mao vậy thì chắc chắn sẽ có cách để anh nôn đống tiền đó ra. Nhưng không ngờ được là Chang Ho không những chết không chịu nhận mà còn kiêu ngạo bảo anh lấy chứng cứ ra. Cũng chính vào lúc này, cai ngục trưởng đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy, ông liền bảo Chang Ho lập tức đến viện kiểm sát để hầu tòa. Hóa ra người trung gian thực hiện giao dịch 100 tỷ giữa Big Mao và Gong Ji-hun đã bị bắt. Đây mới chính là cuộc khủng hoảng lớn nhất đối với Chang Ho. Nếu anh bị người trung gian thừa nhận chính là Big Mao, vậy thì anh không những sẽ phải nôn ra 100 tỷ won mà còn phải ngồi tù với án chung thân. Nếu người trung gian chỉ ra anh không phải là Big Mao, vậy thì tất cả những nỗ lực trước đó của anh đều tan tành và tính mạng sẽ lập tức bị đe dọa. Không biết vì nguyên nhân gì mà người trung gian sau khi nhìn thấy anh thì lập tức tránh né, không khí trở nên vô cùng kỳ lạ. Cuối cùng, người thẩm vấn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Đầu tiên, ông hỏi Chang Ho có phải đã thừa nhận bản thân là Big Mao hay không. Nhưng không ngờ được Chang Ho lại nói dối rằng làm vậy để có thể giảm bớt những rắc rối không cần thiết. Không còn cách nào khác, người thẩm vấn chỉ có thể yêu cầu người trung gian chỉ ra. Nhưng ai ngờ được người đàn ông vừa định mở lời thì đồng hồ lại đột nhiên reo lên. Đây chính là báo thức nhắc tiêm thuốc tiểu đường của anh ta. Vì tính mạng quan trọng nên anh ta chỉ có thể tiêm thuốc trước. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ được là anh ta vừa tiêm xong thì cơ thể bắt đầu co giật, cuối cùng ngã gục xuống đất. Chang Ho vội vàng tới kiểm tra kết quả lại chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn đối phương đắp chiếu tại chỗ. Đột nhiên Chang Ho ý thức được nếu như đã có thể giết người trong viện kiểm sát vậy thì Big Mao thực sự chắc chắn đang có mặt ở đây. Vì tên trung gian đã chết nên viện kiểm soát đành phải thả anh về. Chang Ho biết rằng muốn được yên ổn trong tù thì phải xử lý cai ngục trưởng trước. Nhóm 3 tên tài phiệt thua anh 300 triệu won vừa hay lại có thể lấy ra dùng. Mặc dù chỉ dùng 1/4 để mua quyền lộng hành trong nhà tù, nhưng phần còn lại cũng được Chang Ho để lại cho cai ngục trưởng để phòng trường hợp khẩn cấp sau này. Nhưng rất rõ ràng đây cũng xem như đã đưa cho ông ta toàn bộ. Sự hào phóng này lập tức khiến cai ngục trưởng sáng mắt ra như đèn pha ô tô. Thế là chỉ số trung thành của ông ta liền tăng vọt. Sau đó Chang Ho đích thân đưa ra chiến thư trước mặt mọi người để thể hiện sự uy phong của mình và bắt đầu trừng phạt những kẻ dám bắt nạt anh trước đó. Người Sukana đầu tiên chính là tên chê bông lắm mồm trong nhóm 3 người. Một chậu nước đột nhiên dội thẳng từ trên đầu xuống, sau đó một dây điện cao thế rơi xuống khiến hắn nhảy múa trong cảnh những tia lửa điện bắn ra như hoa, cứ tưởng hắn sẽ đắp chiếu, nhưng Chang Ho lại không ngờ được là rất nhanh đã có người phát hiện ra hắn. Mặc dù đã được cứu một mạng nhưng hàng rào tâm lý của họ đã hoàn toàn sụp đổ. Tên Du Gơn bên này còn cố tình dùng rượu làm bản thân tê dại. Đến lúc hắn tỉnh lại thì những người bảo vệ mình toàn bộ đều đã bị gục hết dưới đất. Hắn hoảng loạn chạy ra ngoài cửa thì ai ngờ được là vừa mở cửa Chang Ho liền xuất hiện ngay trước mắt, thậm chí còn đưa bàn tay đang cầm trái tim đang đập về phía hắn. Du Gơn liền cởi cúc áo ra và thấy phần ngực được khoét một cái lỗ to đùng. Thế là hắn không kiên trì được nữa mà lập tức ngất tại chỗ. Sau khi ống kính phóng ra xa thì mới phát hiện ra ngực của anh ta chỉ bị cắt một miếng vải. Mà trong tay Chang Ho chỉ là miếng vải đó mà thôi. Chính lúc Chang Ho đang chuẩn bị động tay với những người khác thì thị trưởng lại vô tình đến thăm. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau khi Chang Ho xác nhận danh tính, nhưng thị trưởng vẫn có ý định dùng địa vị của mình để gây áp lực với anh. Tuy nhiên không ngờ được là Chang Ho không những không hề sợ hãi mà còn quay ngược lại trực tiếp bảo thị trưởng hãy chọn phe, hoặc là đứng về phía mình thì cùng nhau lên kế hoạch, hoặc là làm kẻ xúi dục tiếp nhận trừng phạt. Vì dù gì ban đầu cũng chính là ông ta kéo mình xuống vũng bùn này để có thể từ ngọn cỏ thấp kém trèo lên vị trí bây giờ thị trưởng cũng không phải dạng vừa. Do đó anh ta lập tức dùng lý do Chang Ho che giấu thân phận làm tổn thương vợ để đe dọa anh. Nhưng anh ta đâu biết được đây chính là điểm yếu chí mạng của Chang Ho, xin ông đừng vượt quá giới hạn. Đừng nói gì với Miho, vợ của tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Cùng lúc đó bộ ba tên tài phiệt cũng đang cầu cứu chủ tịch Gong Ji-hun. Mặc dù cuối cùng vẫn không bàn bạc ra được giải pháp gì, nhưng có cái cây đại thụ này chống lưng ba người cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Có điều vừa ra khỏi cửa Gong Ji-hun lại phát hiện ra Chang Ho đang đợi mình. Trùm lừa đảo ở đây là đang đợi tôi sao? Anh đi gặp vợ tôi rồi sao? Thì ra sau khi người trung gian chết ở viện kiểm sát, Gong Ji-hun nghĩ lại vẫn thấy dùng mình nên chỉ có thể chuyển hướng sang Miho để tìm cách moi ra tung tích hàng trăm tỷ tài sản và giấy tờ của mình từ chỗ cô. Nhưng Miho có thể tự nuôi Chang Ho ăn học thì chắc chắn không phải là dạng ngốc, do đó cô đã khéo léo giả vờ ngốc nghếch nhưng lại không để lộ ra chút sơ hở nào. Vì thẹn quá hóa giận nên Gong Ji-hun đã đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng với cô nhìn thấy bản luận văn đó rồi nhỉ, vậy thì chắc là cô rất rõ.
Nếu như không nhanh chóng giao nó ra vậy thì cô sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm đó. Anh cảm thấy ai sẽ gặp nguy hiểm hơn nhỉ? Chồng tôi là Big Mao đó. Liên tiếp gặp phải vật cản đường với đôi vợ chồng này khiến Gong Ji-hun hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Hắn ta không chỉ nói Mi-ho là người phụ nữ mất chồng trước mặt Chang-ho, mà còn cảnh cáo anh dù vuốt có dài đến đâu thì cũng chỉ là trùng trong tù thôi. Có điều hắn vừa nói dứt lời thì vợ hắn đột nhiên gọi tới. Cô nói có người mang hoa cúc đến nhà mình. Hoa này chỉ có đám tang mới tặng thôi. Là mày làm phải không? 34 bông cúc trắng. Vợ anh năm nay 34 nhỉ? Đường đường là chủ tịch tài phiệt hàng đầu, từ bao giờ lại bị con kiến nhỏ bé đe dọa thế này? Thế là hắn lập tức bảo cai ngục trưởng tìm người đến để giết anh mà không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng ai ngờ được là cai ngục trưởng lại thấy bất ngờ mà hỏi hắn rằng vậy trăm tỷ won bị lừa đó thì sao? Bộ dạng tức mà không làm gì được cũng chỉ có vậy mà thôi. Sau khi Gong Ji-hun đi khỏi, cai ngục trưởng liền lộ ra nụ cười đắc ý đầy mưu mô. Sau đó là đến lượt tên Che-ho của bộ ba tài phiệt, có điều cách đối xử với hắn lại tương đối đơn giản và thô bạo. Là cách họ đã từng đối đãi với Chang-ho, mặc dù Chang-ho nói rằng chỉ cần Che-ho chỉ ra đám tài phiệt ở trên tòa thì sẽ tha cho cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng chỉ ra đám tài phiệt thì cũng đồng nghĩa với tự vấn, do đó sao hắn ta có thể đồng ý được. Nên cuối cùng vẫn bị treo lên dây thừng, dường như con tim bé nhỏ sắp bị dọa đến mức nhảy ra khỏi lồng ngực nên hắn ta lập tức đồng ý chỉ ra Gong Ji-hun ở tòa. Nhưng kỹ năng diễn xuất gà mờ đó của hắn sao có thể lừa được Chang-ho chứ? Thế là anh liền giơ chân đạp bay cái ghế ra. Hành động này không chỉ khiến tất cả mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc mà còn khiến Ji nhìn anh bằng ánh mắt khác thường. Mặc dù cuối cùng tên Che-ho này bị tạt nước đánh cho tỉnh, nhưng ánh mắt mà Ji nhìn Chang-ho lại càng khiến người ta thấy có gì đó sai sai, đã hứa rồi đó nhé. Hãy tự thú, còn ở bên này thị trưởng vừa từ nhà tù về thì liền chủ động đến gặp Mi-ho. Vừa gặp anh đã nói với cô mặc dù danh sách mà mình đưa là giả nhưng Chang-ho lại nói ra được danh sách thật một cách chính xác. Thậm chí người trung gian duy nhất đã từng nhìn thấy Big Mao cũng đã mất mạng một cách kỳ lạ trước khi chỉ ra Chang-ho. Chang-ho là Big Mao thật, trên đường về Mi-ho lại nhận được điện thoại của bố nói rằng trước khi Chang-ho vào tù đã vay nặng lãi 100 triệu won, nhưng số tiền đã được Chang-ho trả bằng tiền mặt khi ở trong tù. Tin này lại càng chứng tỏ một điều là Chang-ho đang lừa cô. Cô nhớ lại lúc hai người cùng nhau đi học, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau trải qua từng chuyện một. Thậm chí còn nhớ lại cảnh khi hai người kết hôn mà nước mắt không ngừng chảy ra. Tiếp đó cô lại nhớ lại sự lo lắng khi Chang-ho bị bắt đi. Tất cả chuyện này như là một trò đùa vậy. Một đội nữ y tá xinh đẹp đến nhà tù nam kiểm tra sức khỏe. Mặc dù y tá có hơn 10 người nhưng so với số lượng tù nhân khổng lồ thì rõ ràng là không đáng gì. Trong mắt đám tù nhân này cho dù là lão đại Chang-ho cũng khiến họ khát đến nhỏ dãi ra. Huống hồ gì là đội y tá đó, mà giờ còn có hàng rào bảo vệ nhưng khi khám thì sẽ phải mặt đối mặt và tiếp xúc cơ thể. Theo kinh nghiệm nhiều năm các y tá trước khi đến đây đã sắp xếp để Mi-ho ra đỡ đòn. Sau khi cửa mở ra, đám phạm nhân như một đống sói đói lao về đàn cừu nhỏ. Mặc dù vẫn chưa khám sức khỏe nhưng mọi người đã bắt đầu nháo nhào cả lên. Đột nhiên có người hét lên một tiếng chào chị dâu. Chào chị dâu, điều này không ngừng khiến Mi-ho đứng hình, mà còn khiến ả lãnh đạo, đám đồng nghiệp đã từng bài xích cô đều đơ người tại chỗ. Điều càng khiến người ta khó tin hơn là đám tù nhân bắt đầu đồng thanh gọi tên Mi-ho, hên là cảnh ngục đã kịp thời xuất hiện. Không chỉ ngăn họ lại mà còn khiêm tốn bước tới chỗ Mi-ho mời cô đi gặp chồng mình. Nhưng điều khiến Mi-ho hoàn toàn không thể ngờ được là địa điểm gặp mặt không phải ở phòng thăm mà lại là một căn phòng vô cùng sang chảnh. Bên trong không chỉ có đầy đủ các tiện ích để giải trí, mà thậm chí còn có quầy bar nổi tiếng. Cảnh tượng này quả thực khiến Mi-ho được mở rộng tầm mắt. Nhưng sau khi nhìn thấy người chồng làm màu thì sắc mặt cô đột nhiên trở nên u ám. Chang-ho còn muốn đi tới ôm vợ vào lòng thì lại bị Mi-ho đẩy ra. Em chỉ cho anh một cơ hội thôi. Nếu anh nói dối thì duyên phận giữa chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Anh là Big Mao thật sao? Câu hỏi này Chang-ho vốn không thể trả lời. Nơi đây mặc dù là phòng VIP nhưng lại có camera giám sát và máy nghe lén. Chính lúc Chang-ho đang không biết phải làm sao thì tâm trạng của Mi-ho bắt đầu dần suy sụp. Anh phải nói gì đó đi chứ. Không còn cách nào khác, Chang-ho chỉ có thể kéo cô ra khỏi phòng VIP đến giữa sân tập thể dục. Ở đây đã có thể yên tâm nói chuyện được rồi. Mi-ho cũng vô cùng thông minh, vừa nghe thấy câu này cô đã lập tức hiểu ra và lập tức cảm thấy chút áy náy vì vừa rồi không thể khống chế cảm xúc của mình. Mà những lời sau đó Chang-ho nói ra cũng đã hoàn toàn tiết lộ được nhiều vấn đề bí ẩn. Đầu tiên là danh sách thật đó. Thì ra ban đầu thứ anh lấy được quả thực chính là danh sách giả của thị trưởng, nhưng không ngờ được là lại bị người thần bí đánh ngất. Đợi đến khi anh tỉnh lại lần nữa thì lại phát hiện ra trong túi lại có thêm một tấm thẻ. Mà mặt sau của tấm thẻ này vừa hay lại có 5 cái tên, nhưng cái này vẫn chưa đủ để khiến Chang-ho tin đây là danh sách thật. Tuy nhiên, việc thị trưởng bất ngờ đến thăm mới khiến anh lập tức hiểu ra danh sách của anh ta có vấn đề. Cộng thêm nữa là cái chết bất ngờ của người trung gian, trên đường đến viện kiểm sát trên chỗ ngồi của anh tình cờ lại có một tấm thẻ mà tấm thẻ đó lại tượng trưng cho cái chết. Chang-ho còn nói với Mi-ho, sở dĩ bản thân muốn dùng chiến thư ghi chữ phòng cảnh cáo đó chính là để thiết lập mối quan hệ với Big Mao. Sau đó anh để một mảnh giấy trong phòng cảnh cáo và cuối cùng anh đã thành công thành lập cuộc nói chuyện với Big Mao, bây giờ mâu thuẫn đã được gỡ bỏ. Hai người lại ân ái ôm chầm lấy nhau khiến cai ngục trưởng lại được ăn cơm chó no nê. Cô ta không đến đây làm từ thiện mà lại đến đóng phim ngôn lù sao? Rất nhanh đã đến giờ cơm trưa, Chang-ho vừa vào nhà ăn thì tất cả mọi người đã đồng loạt đứng lên chào hỏi. Điều này quả thực khiến Mi-ho vô cùng tự hào.
Không chỉ có vậy, khi đi đến trước mặt cô, y tá thường xuyên bắt nạt vợ mình. Trang Ho lại nói ra tên cũ của cô ta. Thậm chí khi đến trước mặt vợ Gong Ji Hoon, anh không những tiết lộ bí mật cô ta hối lộ quan chức cấp cao, mà số tiền hối lộ còn chính xác đến hai chữ số thập phân. Chỉ một phen thao tác này đã hoàn toàn giải quyết triệt để mối quan hệ của vợ mình trong bệnh viện. Tóm lại sẽ không ai dám động đến Mi Ho nữa. Nhưng Trang Ho thân thiện này thật sự không phải là Big Mao sao? Không khi anh lộ ra biểu cảm này, Jeji lại lần nữa nói ra cái tên đó. Đại ca, thì ra là Big Mao thật. Tối đó Mi Ho đang đi bộ dưới nhà thì đột nhiên nhận được một cú điện thoại khiến cô dừng bước chân lại. Kết quả là sau đó, điều đáng sợ hơn là người gọi điện cho cô lại chính là người phụ nữ rơi từ trên cao xuống. Chỉ là cô vừa mới nói được một câu thì đã chết thảm. Luận văn được giấu trong sợi dây có chữ thập. Câu nói này khiến Mi Ho lập tức nhớ đến sợi dây mà viện trưởng đeo chính là dạng chữ thập. Không nghĩ được nhiều nữa, cô liền lái xe đến bữa tiệc tối của các đồng nghiệp và chặn viện trưởng lại trong nhà vệ sinh. Nhưng vào khoảnh khắc cô nhìn thấy sợi dây chữ thập thì ánh mắt lại không thể rời đi, vì luận văn này mà chồng cô không những bị hại phải vào tù mà còn bị gán cho cái danh Big Mao nổi tiếng. Cô đang làm gì vậy? Sau khi định thần lại, Mi Ho vội vàng xin lỗi viện trưởng. Sau đó liền đem chuyện bản luận văn trong sợi dây truyền hình chữ thập nói cho cô ta biết và lại lần nữa nhấn mạnh là vì bản luận văn này mà đã có một người phải chết. Có điều viện trưởng lại không cho là như vậy. Do đó cô ta không những thẳng tay tháo sợi dây ra mà còn nói với Mi Ho đây là di vật của mẹ mình. Quả nhiên sau khi Mi Ho vặn một hồi thì không phát hiện ra bất kỳ cơ quan gì. Tôi vô cùng xin lỗi, không còn cách nào khác, hai người chỉ có thể bỏ đi trong tức giận. Nhưng hai người không hề chú ý đến trong nhà vệ sinh vẫn luôn có người, mà người này lại chính là vợ của tên Che Ho trong nhóm ba tên tài phiệt kia. Sau khi nghe được cuộc nói chuyện, cô mở sợi dây chuyền của mình ra thấy bên trong có một chiếc thẻ nhớ. Cùng lúc đó Che Ho lại lần nữa bị đưa đến trước mặt Trang Ho. Lần này lại vì chuyện gì nữa chứ? Trang Ho không nói gì mà chỉ lấy ra bình sơn rồi tiện tay ném vào đống lửa. Ngọn lửa lập tức bùng lên. Dưới ánh lửa bập bùng, Trang Ho lại lần nữa lộ ra nụ cười đáng sợ. Sau đó anh từ từ nói rằng, mày định phản bội tao nếu được tại ngoại sao? Không, không phải. Trang Ho không nói nhiều nữa mà túm hắn lên lôi đến trước đống lửa và cho hắn lời cảnh cáo cuối cùng. Nếu như mày dám phản bội tao thì sẽ bị ném vào trong đó. Không thể không nói hiệu quả của việc làm này vô cùng rõ ràng. Ngay cả khi cả ba đang sung sướng sắp được tại ngoại vì lý do sức khỏe thì Che Ho cũng vẫn vô cùng hoảng sợ. Cho dù hai ông bạn đến an ủi hắn bên ngoài sẽ có lượng lớn vệ sĩ bảo vệ thì hắn cũng không thấy hứng thú chút nào. Lúc này cai ngục trưởng cũng đến tiễn họ. Thái độ của lão không những trở nên khiêm tốn mà thậm chí còn hứa với ba người. Ở đây tôi chính là Big Mao, Trang Ho chỉ là tên chuột nhắt thôi. Nghe thấy câu này ba người lập tức vui mừng khôn xiết. Nhưng họ lại không chú ý rằng vẻ mặt của cảnh ngục đột nhiên trở nên kỳ lạ. Người đến tiễn nhóm ba tài phiệt không chỉ có cai ngục trưởng mà còn có Trang Ho. Hai đội lại lần nữa đối đầu với nhau giữa sảnh lớn. Tất cả mọi người đều lập tức thò đầu chuẩn bị hóng phốt. Có điều cai ngục trưởng hôm nay rõ ràng lại đứng về phía nhóm ba người này. Trang Ho còn cố tình đe dọa mấy người, nhưng ai ngờ được là tên chê bông lại không hề sợ hãi. Bác sĩ Han không phải đã đồng ý tự thú sao? Cậu ta chỉ là lái xe thôi, còn hai chúng tôi mới là kẻ giết người. Câu này khiến Trang Ho lập tức đứng hình mất 5 giây, vì đây chính là những lời anh đã nói lúc uy hiếp Che Ho. Sao tên chê bông lại biết được chứ? Chính lúc anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lão Chun Sik đột nhiên đi ra từ sau lưng nhóm ba tên tài phiệt. Cùng lúc đó người sau lưng Trang Ho cũng lập tức quay về bên cạnh lão ta. Và bên cạnh anh chỉ còn lại một mình Jeji. Nhưng điều càng khiến người ta không hiểu được là người đã từng đỡ một dao cho Trang Ho lúc này lại lộ ra một nụ cười mỉa mai. Thật đúng là không thể đoán trước được gì mà. Hôm qua tù nhân và cai ngục còn tôn thờ Trang Ho, vậy mà chỉ sau một ngày, toàn bộ đều đã phản bội anh, thậm chí còn nhốt Che Ho vào trong phòng biệt giam, ngăn hắn được tại ngoại, bye bye. Cứ như vậy tất cả mọi người lần lượt đi qua Trang Ho, ngay đến cả đám phạm nhân hóng dưa bở cùng đều lộ ra vẻ mặt thất vọng. Lẽ nào Trang Ho thực sự sắp bị đánh bại hoàn toàn rồi sao? Nhưng sau khi mọi người đã đi xa, anh đột nhiên lại lộ ra nụ cười đáng sợ. Mấy người đều bị chơi rồi, đúng là một lũ ngốc mà. Cùng lúc đó Mi Ho đang một mình trực đêm, khi cửa thang máy vừa đóng thì lại đột nhiên mở ra. Cô ngó ra ngoài nhìn thử nhưng lại không thấy một bóng người nào cả, do đó cô liền cho rằng thang máy trục trặc chứ không nghi ngờ gì hết, mà hoàn toàn không phát hiện ra một bóng người vừa mới lướt qua. Quả nhiên cô vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm thì trên trần đột nhiên rung lắc dữ dội, thế là cô vội vàng nhấn nút kêu cứu nhưng lại không có tác dụng gì. Sau đó cô lại lấy điện thoại ra định gọi người đến cứu nhưng không ngờ được là thang máy vốn vẫn có tín hiệu giờ lại đột nhiên không có chút sóng nào. Đột nhiên có kẻ bịt mặt xuất hiện từ phía sau, Mi Ho vội vàng lấy bình xịt hơi cay ra phun vào đối phương. Tuy nhiên hắn đã lập tức đứng dậy và vật ngã cô. Khi Mi Ho sắp về với các cụ thì cửa thang máy đột nhiên được mở ra, là thị trưởng. Sau khi thấy Mi Ho tạm thời không sao, anh liền đuổi theo người mặc đồ đen. Nhưng sau hai khúc cua thì lại mất dấu hắn. Vì lo lắng Mi Ho lại bị thương nên thị trưởng đã vội vàng quay lại thang máy. Hên là người mặc đồ đen không quay lại đây. Có điều đối mặt với ơn cứu mạng của thị trưởng, Mi Ho hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với anh ta. Không chỉ lấy ra một mẫu máu trong túi mà thậm chí còn nói với anh đây chính là chìa khóa để tiết lộ bí mật. Kết quả là sau khi thị trưởng nghe thấy vậy thì biểu cảm lập tức trở nên vô cùng kỳ lạ. Thì ra vào ban ngày vừa hay có một bệnh nhân bị bệnh nặng, Mi Ho vừa muốn tới cứu người thì ai ngờ được là y tá trưởng lại kéo cô ra và nói với cô. Trước khi bệnh nhân này đến đã ký hợp đồng không cấp cứu rồi. Cứ như vậy một đám y tá đứng trơ mắt bên giường bệnh nhìn bệnh nhân về với các cụ.
Vì cảm thấy áy náy trong lòng nên Miho đã đến tang lễ của bệnh nhân, nhưng không ngờ được là lại vô tình nghe được người nhà muốn hỏa táng thi thể. Mà nguyên nhân là vì trong thỏa thuận yêu cầu bệnh nhân không được khám nghiệm tử thi mà phải lập tức đem đi hỏa táng. Hợp đồng kỳ lạ đến vậy lập tức khiến Miho cảm thấy có âm mưu gì đó bên trong. Để điều tra ra chân tướng, thay chồng rửa oan nên cô mới nửa đêm đến phòng xác để lấy mẫu máu trong người thi thể ra. Nhưng ai ngờ được là lại suýt nữa bỏ mạng trong thang máy. Cùng lúc đó, người chồng trang hô của cô cũng bắt đầu bày ra một đại cục đáng ngạc nhiên trong nhà tù. Vốn dĩ tất cả phạm nhân đều cung phụng anh như một vị thần. Nhưng sau khi nhóm ba tên tài phiệt được tại ngoại thì không những cai ngục trưởng và cảnh ngục lập tức lật mặt mà thậm chí ngay cả tên Chun Sik mà anh mới kéo về phe mình cũng đã phản bội anh. Còn tên Che Ho, nhân chứng quan trọng chứng minh anh bị oan cũng bị đối phương giám sát suốt 24 giờ, khiến anh hoàn toàn không tìm được cơ hội ra tay. Hôm nay vừa hay là ngày cai ngục trưởng nghỉ cuối tuần. Trước khi đi, ông ta còn dặn đi dặn lại tuyệt đối không thể để Trang Hô tiếp xúc với Che Ho. Mặc dù ngoài mặt cảnh ngục giam giáp tuân theo, nhưng cai ngục trưởng vừa đi khỏi thì sắc mặt hắn lập tức thay đổi, quay sang nháy mắt với lão Chun Sik. Sau đó lão ta liền kẹp cổ Che Ho đi vào giáo đường. Rất nhanh hắn ta đã bị trói vào ghế. Các người muốn làm gì? Mày đừng trách tao. Đây chính là chỉ thị của chủ tịch Gong Ji-hun. Thì ra để ngăn Che Ho ra tòa làm chứng, Gong Ji-hun đã mua chuộc lão Chun Sik và cảnh ngục quyết định diệt trừ hậu họa về sau. Nhưng chính lúc họ định ra tay thì Trang Ho lại đột nhiên đem theo một đám đệ xông vào. Đừng nhìn những người bên phía Trang Ho đều già nua ốm yếu vì trên tay ai cũng đều cầm vũ khí. Còn đám người bên phía lão Chun Sik thì đều là đám không sợ chết. Không cần nói cũng biết Trang Ho chắc chắn là muốn bảo vệ Che Ho. Mà điều này lại đi ngược lại với mục đích của lão ta. Thế là hai bên không nói nhiều mà trực tiếp lao vào chiến. Không ai ngờ rằng mọi chuyện đang diễn ra đều nằm trong kế hoạch của Trang Ho. Nhưng ai ngờ được kết quả cuối cùng lại mất cả trí lẫn trải. Sau pha đánh nhau vừa rồi, Trang Ho cũng đã thành công cứu được Che Ho. Cứ tưởng rằng hắn sẽ bật khóc vì cảm kích và hết lòng vì mình. Nhưng ai ngờ được là Trang Ho vừa nhắc đến bản luận văn thần bí đó thì vẻ mặt Che Ho lập tức trở nên kinh hãi. Anh vẫn muốn thay Gong Ji-hun giấu nó sao? Chỉ cần tôi mở miệng là cả đời tôi sẽ đi luôn. Gong Ji-hun căn bản không là gì cả. Thì ra đằng sau tên tài phiệt Gong Ji-hun còn có một thế lực lớn hơn nữa. Chuyển cảnh, đám người vừa nãy mới như nước với lửa giờ lại ngồi thoa thuốc cho nhau. Không khí trở nên vô cùng ấm áp. Đau lắm đó. Nhẹ chút đi, có phải cậu đang cố tình không vậy? Thì ra sự phản bội lão Chun Sik cũng là kế hoạch của Trang Ho. Mục đích chính là để lấy được lòng trung thành của tên Che Ho. Có điều khi đàn em đột nhiên nhắc đến bức tượng bị đập vỡ thì vẻ mặt của lão ta lập tức trở nên khác lạ. Mặc dù ông Nô dùng nắm đấm để che mắt, nhưng những nghi ngờ về bức tượng vừa rồi đều được mọi người có mặt ở đây nghe thấy hết. Rất nhanh bức tượng mới đã được đưa vào tù. Cai ngục trưởng vẫn muốn tất cả những người liên quan đến vụ ẩu đả phải chia đều chi phí. Nhưng không ngờ được là Trang Ho không những đứng ra gánh vác toàn bộ trách nhiệm mà thậm chí còn chủ động đến phòng cảnh cáo để thú tội. Mà điều này thực chất cũng là một phần trong kế hoạch của anh. Quả nhiên hôm sau khi anh lại đến phòng cảnh cáo lần nữa thì tấm thẻ đặt trong quyển sách đã không cánh mà bay. Thế là anh vội vàng đến trước bức tượng và lấy ra một chiếc USB từ phía sau nó. Thì ra trên bức tượng có một chiếc camera hướng ra cửa giáo đường. Bây giờ chỉ cần xem camera giám sát là có thể biết ai là người đã lấy tấm thẻ này ra. Vậy thì người đó rất có khả năng chính là kẻ chủ mưu đứng sau. Nhưng điều khiến anh hoàn toàn không thể ngờ được là cả một ngày trời chỉ có một người đến giáo đường, mà người này lại chính là Jeji. Thì ra người luôn coi anh là con rối lại chính là người thân thiết nhất với anh. Vì quá tức giận nên anh đã trực tiếp gọi Jeji đến phòng tắm, vừa vào đã chất vấn anh ấy tại sao phải lấy tấm thẻ đi. Ai ngờ được là Jeji không những không phủ nhận mà còn hỏi anh có phải là Big Mao thật sự hay không. Câu hỏi này Trang Ho không thể nào trả lời được, vì ban đầu anh đã từng dùng thân phận Big Mao để hứa với Jeji là sẽ trị bệnh cho mẹ anh ấy, khiến cả nhà anh sống một cuộc sống hạnh phúc. Có điều sự im lặng của anh đã đổi lại sự thất vọng của Jeji. Không còn cách nào khác, Trang Ho chỉ có thể đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng. Nếu muốn sống thì hãy quên sạch chuyện hôm nay đi. Đợi sau khi Jeji đi khỏi, Trang Ho liền xem lại camera giám sát lần nữa. Và lần này anh mới phát hiện ra thời gian trong camera giám sát không nhất quán mà thiếu mất nửa tiếng ghi hình. Chính vào lúc này vợ anh đột nhiên gọi tới và nói rằng trong bó hoa hơn 32 bông cúc trắng mình nhận được có một tấm thẻ. Thế là Trang Ho nóng lòng bảo vợ chụp tấm thẻ đó gửi cho mình. Kết quả tấm thẻ đó lại là dơ phun đảo ngược. Ý chính là đừng tự cho rằng mình thông minh, đây là đang cảnh cáo mình. Đến giờ con chim nhạn thứ hai đã vui vẻ bay đi. Hay là vẫn còn con chim nhạn thứ hai vẫn chưa thất bại. Tuy nhiên điều khiến Trang Ho hoàn toàn không thể ngờ được là anh sắp phải trả giá cho những lời nói lúc nãy mình nói với Jeji. Hôm đó em gái của Jeji đột nhiên đến thăm. Không những nói với anh rằng mẹ anh đã bị chuyển đến bệnh viện lớn, mà còn nói rằng người bí ẩn đã tài trợ một số tiền lớn để hòa giải, nên giờ anh có thể ra tù rồi. Lúc ban đầu Jeji còn tưởng rằng là tác phẩm của Trang Ho, nhưng khi nhìn thấy người thần bí đó thì anh lập tức đứng hình tại chỗ, là Gong Ji-hun. Chuyển cảnh, Jeji xách một hộp đồ uống trở về phòng giam. Khi thông báo với bạn tù mình sắp được ra tù, anh cũng đưa cho mỗi người một chai. Cuối cùng vẻ mặt anh liền trở nên kỳ lạ mà lấy từ trong góc ra một chai và đưa cho Trang Ho. Thời gian này cảm ơn cậu, hãy sống thật tốt, đừng gây rắc rối để quay lại đây nữa. Nói xong Trang Ho liền mở chai nước ra uống cạn mà không hề có chút phòng bị nào. Kết quả là rất nhanh anh liền ôm chặt bụng đau đớn bò lăn trên đất.
Mà lúc này Jeji cũng vừa ra ngoài cửa nhà tù chuẩn bị cao chạy xa bay, nhưng chính vào lúc này Miho vừa hay đến thăm chồng. Jeji vội vàng quay người định chạy trốn, nhưng ai ngờ được là cửa nhà tù đột nhiên mở ra, một chiếc xe cấp cứu lao vút qua. Có lẽ là vì áy náy nên anh vội vàng ngăn Miho vừa xuống xe. Bây giờ đại ca đang ở trên chiếc xe cấp cứu kia, anh ấy đột nhiên đau bụng dữ dội, chúng ta hãy mau đi theo. Nhưng điều khiến ba người Miho không ngờ được là xe cấp cứu đó không hướng đến bệnh viện. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ba người vội vàng lao tới chặn chiếc xe cấp cứu lại. Cảnh ngục vẫn còn muốn quát mắng họ vì cản trở thi hành công vụ. Nhưng ai ngờ được là Miho lại trực tiếp nhảy lên xe cấp cứu và nói với họ mình là vợ của người bệnh, cũng chính là y tá, rồi yêu cầu họ lái xe đến bệnh viện. Cứ như vậy kế hoạch của Gong Ji-hun đã tạm thời tan thành mây khói, nhưng chỉ cần Trang Ho vẫn nằm trong sự kiểm soát của cảnh ngục thì kế hoạch của họ sẽ không thất bại. Đầu tiên cảnh ngục nhân lúc Trang Ho vẫn đang hôn mê mà ấn dấu vân tay của anh lên hồ sơ và giao đến chỗ Gong Ji-hun. Mà hồ sơ này thực chất lại là đơn xin bảo lãnh, cuối cùng lại nhân lúc bệnh tình Trang Ho vừa mới chuyển biến tốt đã lập tức yêu cầu đưa anh về nhà tù. Yêu cầu này khiến Miho không thể ngăn cản được mà chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn Trang Ho bị đưa lên xe tù dần đi khỏi. Nhưng cô sao có thể biết được Trang Ho trong xe lúc này đang bị cảnh ngục khống chế tay chân, cuối cùng còn bị tiêm cho một liều thuốc an thần và ngất tại chỗ. Mà điểm đến cuối cùng của xe tù lại chính là bệnh viện tâm thần, đường đường là lão đại trong tù vậy mà lại bị coi như một kẻ thần kinh và bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Bất luận anh có gây ồn ào hay là van xin thì cũng không thể cản được bác sĩ chữa trị cho mình. Thậm chí vì không ngoan ngoãn nghe lời mà anh chỉ có thể nằm đó nhìn mâm cơm, ngửi mùi đồ ăn để làm dịu cảm giác đói. Nếu anh muốn ngủ thì lại bị ăn mấy cái bạt tai khiến anh không thể nào ngủ nổi. Thấy lão đại sắp trở thành kẻ tâm thần thật sự, tên tài phiệt Gong Ji-hun cuối cùng cũng bắt đầu bước tiếp theo tiêm huyết thanh cho anh. Thứ này có thể khiến cậu mở miệng để nói cho tôi biết tiền của tôi đang ở đâu. Không sai, đó chính là lý do tại sao hắn liều mạng để bắt cóc trùng lừa đảo. Chính là vì để anh nói ra vị trí cất giấu vàng thỏi trị giá 100 tỷ won. Không thể không nói sản phẩm công nghệ cao này quả nhiên đã có tác dụng. Sau một hồi vùng vẫy, Trang Ho lập tức bình tĩnh lại. Lúc này trong tầm nhìn của Trang Ho xuất hiện một chú chuột nhắt đáng yêu. Nó không chỉ chủ động trèo lên chân anh mà thậm chí còn cúi đầu chào anh. Nhưng sau đó, đợi khi anh tỉnh lại lần nữa thì tinh thần phòng thủ đã hoàn toàn sụp đổ. Gong Ji-hun nhân cơ hội này hỏi anh vàng được giấu ở đâu. Nhưng không ngờ được là câu trả lời của Trang Ho lại là không biết, lẽ nào thuốc không có tác dụng gì sao? Thế là hắn lại dò hỏi anh có phải thật sự là Big Mao hay không. Nhưng Trang Ho lại trả lời là không phải. Thực ra những lời Trang Ho nói đều là sự thật. Anh vốn dĩ không phải là Big Mao và càng không biết vàng được giấu ở đâu. Nhưng trong mắt Gong Ji-hun không chỉ là như vậy. Hắn cho rằng lượng thuốc không đủ nên liền quay người tiêm cho anh một mũi nữa. Có điều trong vòng 24 tiếng liên tục tiêm hai mũi thì Trang Ho sẽ phải chết. Nếu thế thì Gong Ji-hun cũng không thể tìm ra được đống vàng kia. Lúc này Trang Ho đã rơi vào trạng thái cận kề cái chết. Trước mắt anh liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Chỉ cần anh mở cánh cửa đó ra thì sẽ hoàn toàn về với các cụ. Nhưng chính vào lúc anh kéo cánh cửa đó ra thì một lượng lớn nước biển ập vào. Lúc này Trang Ho đã tỉnh thật rồi. Nhưng sự kiên nhẫn của Gong Ji-hun cũng đã đạt đến giới hạn. Do đó hắn liền lấy mũi tiêm ra và chuẩn bị tiêm cho anh. Trang Ho hoảng sợ liền đọc bừa cái địa chỉ. Núi Gô Đan giới thiệu vị trí A2. Quả thực có ai là không sợ chết chứ, nhưng vị trí mà anh đưa ra hoàn toàn chỉ là nói bừa. Đó chính là một địa danh mà anh vô tình nhìn thấy khi đi leo núi cùng vợ. Và anh làm như vậy cũng chỉ để kéo dài thời gian mà thôi. Nếu lần này mày lại nói dối thì mày sẽ bị tiêm hết đống này đấy. Yên bình vui vẻ rồi về với Diêm Vương. Chuyển cảnh, Gong Ji-hun dẫn mấy tên đàn em của mình đến địa danh đó. Vì số lượng 100 tỷ vàng đó quá nhiều nên hắn ta sợ bị nhân viên trộm mất nên mới quyết định đích thân đi đào. Cùng lúc đó Trang Ho đang định dùng tiền để mua tự do. Anh nhất định phải trốn ra ngoài trước khi Gong Ji-hun quay lại, nếu không thì sẽ phải chết. Nhưng số tiền đã tăng lên đến 3 tỷ mà đối phương vẫn không hề bị lay động. Lúc này bác sĩ đến thay ca. Sau một hồi dùng ngôn ngữ ký hiệu, người đàn ông liền rời khỏi đây, anh ta không nghe được sao. Còn ở bên này họ vất vả đào hơn cả 1 mét mà vẫn không thấy nửa thỏi vàng nào nên ai cũng bắt đầu cay cú. Nhưng ai ngờ được lúc này Chê Bông lại đào được thứ gì đó trông như một chiếc hộp khổng lồ. Thế là mọi người lập tức như bắt được vàng và sau một hồi đào bới cuối cùng họ đã kéo được cái thùng đó lên trên. Thật đúng là thỏi vàng, chuyện gì thế này? Chỉ có một thỏi thôi sao? Lúc này không thèm màng đến hình tượng nữa, Gong Ji-hun như điên lên mà xông xuống cái hố sâu liều mạng đào bới. Chuyển cảnh, Trang Ho vẫn đang tìm cách tự cứu bản thân thì Gong Ji-hun đột nhiên hùng hổ xông vào. Mày đang chọc điên tao à? Cái hố hơn 1 mét mà chỉ chôn có một thỏi sao? Kết quả này khiến Trang Ho lập tức sốc ngang. Địa điểm anh nói bừa ra vậy mà lại có vàng thật. Điều này chứng minh Big Mao vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của anh. Vậy thì chỉ cần có thể kéo dài thời gian thì chắc chắn có thể được cứu. Nghĩ đến đây Trang Ho lập tức khôi phục lại vẻ mặt dày trước đây mà nói rằng số lượng vàng quá nhiều nên mình phải chôn ở hơn 10 nơi, mà đây chỉ là điểm ít nhất thôi.
nếu như mày cứ thế này thì rất khó sống tiếp đấy. Tuy nhiên Trang Ho lại lấy cớ muốn ăn no rồi mới nói chuyện được tiếp. Thực ra những gì Trang Ho đoán rất đúng, lúc này đang có người ném xăng khắp nơi trong bệnh viện tâm thần sau đó lấy bật lửa ra. Wow, cha nội Big Mao này tìm đúng cơ hội này thật đúng là. Bệnh viện tâm thần có người cố tình phóng hỏa, mọi hệ thống kiểm soát ra vào đều bị vô hiệu hóa. Nếu sau khi họ thoát ra ngoài thì hậu quả thật không dám nghĩ đến, do đó bác sĩ vội gọi điện báo cảnh sát. Nhưng ai ngờ được là nhân viên cứu hỏa đã có mặt trước khi nhận được tin báo. Điều càng khó tin hơn là sau khi vào trong họ lại trực tiếp đi đến nơi bị cháy trên tầng, thậm chí một nhân viên cứu hỏa còn quay đầu chạy xuống tầng hầm. Mà tầng hầm lúc này đang nhốt một nhân vật vô cùng nguy hiểm, trùng lừa đảo Big Mao, nhưng anh đã bị bỏ đói suốt 3 ngày liền nên nắm đấm cũng đã yếu đi một nửa. Ngay cả một y tá nhỏ cũng thừa sức xử lý được anh. Thấy trùng lừa đảo Oai Phong sắp bị đánh cho tơi bời te tua thì một nhân viên cứu hỏa đã kịp thời chạy đến, anh tháo nón trùm đầu xuống thì lại chính là Jeji vừa mới ra tù. Cuối cùng dưới sự phối hợp của hai người Trang Ho đã thoát ra khỏi đây. Nhưng tên y tá phía sau vẫn đuổi theo họ sát nút, không còn cách nào khác để thoát khỏi hắn ta. Jeji chỉ có thể để Trang Ho đổi sang chiếc xe đen khác, còn mình thì sẽ đánh lạc hướng hắn. Trang Ho vẫn có chút không nỡ, nhưng trong tình huống cấp bách, Jeji liền mở miệng nói ra rằng em đã nhận được tiền của Big Mao. Câu này có nghĩa là Jeji đã từng gặp Big Mao thật, nhưng vì tình huống cấp bách Trang Ho không thể tiếp tục truy hỏi được nữa. Cứ như vậy hai người liền chia tay nhau. Trang Ho rất nhanh đã tìm được chiếc xe đen ở dưới cầu. Bên trong không chỉ có một bộ đồ ngụy trang mà còn có một đống tiền mặt và một chiếc điện thoại. Sau khi mở điện thoại ra, anh nhìn thấy một tin nhắn, chính là vị trí khách sạn mà Big Mao đã đặt trước cho anh. Nhưng muốn đến đó thì phải trải qua rất nhiều trạm kiểm soát. Có điều hên là trạm đầu tiên xảy ra tai nạn xe nên cảnh sát không hề kiểm tra cẩn thận mà liền thả anh đi. Nhưng khi đi qua hiện trường, anh lại vô tình liếc nhìn thấy người tài xế không may đó lại chính là Jeji. Bắt đầu từ lúc Trang Ho bị oan phải vào tù, Jeji vẫn luôn ở bên cạnh anh. Bất luận Trang Ho đã trải qua bao nhiêu chuyện bất công, bao nhiêu nghi vấn thì anh ấy vẫn không chút do dự mà ủng hộ anh, tin tưởng anh. Giờ đây anh ấy lại vì cứu anh mà bỏ mạng, còn anh ngay đến cả tiễn anh ấy một trạm cuối cũng làm không được. Đau thương khiến ánh mắt Trang Ho trở nên kiên định hơn. Do đó khi qua trạm thứ hai, anh nhìn cảnh sát giao thông đang kiểm tra bằng ánh mắt vô cùng sắc bén. Nếu đối phương muốn ngăn cản thì anh sẽ không ngần ngại mà liều một mạng. Nhưng điều khiến anh hoàn toàn không ngờ được là đối phương lại ngoảnh mặt làm ngơ với anh. Được rồi, mời đi qua. Kết quả này khiến bản thân Trang Ho cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng giờ không phải lúc nên nghĩ mấy chuyện đó nên anh vội vàng lái xe chuồn lẹ. Lúc này ống kính nhắm thẳng đến sau tai của cảnh sát mà đó chính là logo của tổ chức Big Mao. Theo địa chỉ cuối cùng, Trang Ho cũng đã đến khách sạn đã đặt trước. Nơi đây không chỉ có giày da đã chuẩn bị sẵn mà còn có đồng hồ tiền mặt và thẻ hội viên. Thậm chí còn có một bộ vest được thiết kế riêng cho anh nữa để có thêm nhiều thông tin hơn nữa. Anh liền mở máy tính ra tìm kiếm tin tức của bản thân. Nhưng không ngờ được là lại nhìn thấy vợ mình đang tuyệt thực để giải oan cho mình. Thì ra sau khi biết tin Trang Ho bị truy nã, Miho lập tức cùng bố mình và bạn bè đến trước cửa viện kiểm sát để kháng nghị, nói rằng Trang Ho không phải vượt ngục mà là đã bị bắt bằng cách này. Dư luận không những không tràn ngập những lời chỉ trích mà còn có thể giúp Trang Ho nắm bắt được động thái của cô và thiết lập liên lạc thuận tiện hơn. Quả nhiên hôm sau Miho liền chú ý đến quảng cáo trên màn hình lớn trông khá quen. Thì ra nó là những lời nói mà Trang Ho đã cầu hôn vợ trước đó. Anh sẽ khiến em sống hạnh phúc hết quãng đời còn lại. Đây chính là ám hiệu mà chỉ có hai người mới biết. Thế là cô vội vàng mượn điện thoại và bấm số bảo hiểm trên màn hình. Vợ à, anh khiến em chịu khổ rồi. Anh mới là người chịu khổ nhiều hơn. Giờ anh đang ở đâu vậy? Tháp đồng hồ cạnh biển quảng cáo. Miho liền nhìn lên trên, quả nhiên đã nhìn thấy bóng hình mà cô ngày đêm mong nhớ. Thế là cô lập tức xúc động đến muốn khóc. Nhưng gần đây vẫn còn có người giám sát nên cô phải gắng gượng. Nhìn thấy dáng vẻ vợ mình kiên cường liều mạng, Trang Ho đau lòng nói với cô, bây giờ anh đến rồi. Em có thể nghỉ ngơi một chút rồi, những chuyện sau đó cứ giao cho anh hết đi. Còn ở bên này, Gong Ji-hun ném cho nhóm 3 tên tài phiệt một bộ tài liệu. Bên trong chính là những câu mà họ cần phải nói khi ở tòa. Lúc này Gong Ji-hun đột nhiên nhận được một cú điện thoại, mà đó lại chính là vợ của Che-ho, người phụ nữ không vòng vo mà nói thẳng với hắn luận văn quan trọng của phiên tòa đều nằm trong tay cô ta. Nếu không muốn công khai bản luận văn này vậy thì hãy bảo Che-ho ký vào đơn ly hôn và mang đến để đổi lấy nó. Gong Ji-hun biết rõ tính sở hữu của tên Che-ho với vợ mình rất khủng khiếp nên liền bảo cô ta tự đến tìm Che-ho và bảo hắn ký tên. Dường như đã sớm đoán được hắn ta sẽ từ chối nên người phụ nữ liền trực tiếp nói rằng nếu hắn không đồng ý vậy thì bản luận văn sẽ do đích thân Big Mao công khai. Nếu như luận văn bị công khai vậy thì khả năng thoát tội sẽ trở nên khó khăn hơn. Nếu giao cho Big Mao vậy thì khả năng thoát tội cũng gần như bằng không. Không còn cách nào khác, Gong Ji-hun chỉ có thể đến ép Che-ho ký tên. Rất nhanh đã đến ngày xét xử, nhóm 3 tên tài phiệt tự tin mà lớn tiếng nói một cách kiêu ngạo. Tôi là người hiểu rõ nhất vụ án này, tôi xin thề trên danh dự của mình là chúng tôi vô tội. Nhưng họ không biết rằng lúc này trên mạng đã đồng loạt mở phát sóng trực tiếp tiết lộ chân tướng vụ án chính là nhóm 3 người tài phiệt họ. Cùng lúc đó Trang Ho cũng khoác lên bộ vest may sẵn cho mình, rồi lại kết hợp với chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn khiến cả người đều tỏa ra nồng nặc mùi sát khí. Chính lúc tòa án tuyên bố bắt đầu phiên xét xử thì trên mạng cũng lập tức buổi lễ tiết lộ người tố cáo bí ẩn. Nhưng lúc này đang là giờ làm việc nên số lượng người xem cũng chỉ có vài mống.
Tuy nhiên khi ống kính chĩa thẳng vào bóng lưng người đàn ông đang từ từ đi tới thì số lượng người chia sẻ bắt đầu tăng vọt lên đến chóng mặt. Tất cả đều đang mong chờ xem người tố cáo rốt cuộc là ai. Chào mọi người, tôi chính là Big Mao. Câu nói này như quả bom hẹn giờ lập tức lên hot search. Đồng thời số lượng người online cũng nhanh chóng tăng vọt lên như chưa từng có trong lịch sử. Nhưng câu nói phía sau của trang hô sẽ hoàn toàn tạo nên huyền thoại livestream của Hàn Quốc. Để tôi dự đoán về kết quả của phiên tòa hôm nay nào, đây là buổi livestream được tất cả người Hàn Quốc chú ý đến. Nhân vật livestream không những là tội phạm truy nã vừa vượt tù mấy ngày trước, mà còn là Big Mao trùm lừa đảo khét tiếng, thậm chí tiền thưởng của anh còn lên tới 50 triệu. Tất cả mọi người đều muốn tìm ra manh mối từ trong video để lấy được số tiền 50 triệu này một cách nhanh gọn. Nhưng câu nói sau đó của người đàn ông lại khiến tất cả mọi người quên đi số tiền thưởng đó. Kết quả phán quyết của hôm nay chắc chắn là vô tội. Đây là một phiên tòa xét xử vốn được rất ít người chú ý. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Big Mao, tất cả mọi người đều đã bắt đầu theo dõi, lúc này mới phát hiện ra bị cáo lại chính là ba tên tài phiệt. Mà điều càng khiến người ta không ngờ được là Big Mao lại trơ tráo đưa ra lời dự đoán từng vòng của phiên tòa. Ngay cả khi công tố viên gửi hồ sơ trò chuyện nhóm riêng, thì nội dung của hồ sơ cũng được anh dự đoán không sai một từ nào. Do đó, kết quả này đã lập tức bùng nổ trên mạng. Tất cả mọi người đều bắt đầu về sự công bằng của tòa án để chứng minh đây không phải là sự trùng hợp. Big Mao thậm chí còn dự đoán bằng chứng thứ ba của công tố viên chính là bằng chứng thép. Đó chính là trên người nạn nhân có dấu vết DNA của bị cáo. Quả nhiên một phút sau, công tố viên đã nộp bằng chứng này lên. Nhưng đối mặt với bằng chứng thép đó, bị cái lại thoát thân như thế nào đây? Lúc này Big Mao liền nói với tất cả người xem. Hồi sức tim phổi, giây tiếp theo trong phiên tòa liền tung ra đoạn video họ đang hồi sức tim phổi. Chính điều này đã lập tức biến bằng chứng thép thành một đống giấy vụn. Có điều lời dự đoán đồng bộ này cuối cùng đã gây kinh động những người đang trong phiên tòa. Để mọi chuyện không tiếp tục xấu đi, hắn lập tức ra hiệu công tố viên tạm hoãn phiên tòa lại, còn hắn thì lao như điên vào phòng nghỉ để bàn bạc đối sách với ba tên bị cáo và công tố viên, mau chóng tìm ra vị trí phát trực tiếp của Big Mao. Lúc này vợ Che Ho đột nhiên gọi điện tới để đưa ra tối hậu thư cuối cùng, nếu không đem đơn ly hôn đã được ký xong đến thì cô ta sẽ lập tức giao bản luận văn, chứng cứ quan trọng của vụ án cho Big Mao. Nhưng khi Gong Ji Hun hỏi cô giao dịch ở đâu thì người phụ nữ lại mạnh dạn nói với hắn mình đang ở đối diện tòa án. Thế là Gong Ji Hun lập tức dẫn một đám vệ sĩ đến quán cà phê. Sau khi nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi cạnh cửa sổ, hắn lập tức bảo thuộc hạ sắp xếp đuổi hết những người ở hiện trường đi chỉ để hai người họ ở lại. Sau khi nhìn thấy đơn ly hôn có dấu vân tay mà Gong Ji Hun mang đến, người phụ nữ cũng giữ lời hứa giao ra thẻ nhớ có bản luận văn bên trong. Cùng lúc đó phiên tòa lại tiếp tục, không ngoài dự đoán thẩm phán đã tuyên bố ba tên tài phiệt vô tội ở trước tòa. Mà điều này lại lần nữa hoàn toàn trùng khớp với lời dự đoán của Big Mao, nhưng cho dù dân chúng có chất vấn kháng nghị thế nào thì cũng không thể thay đổi kết quả của phiên tòa. Cuối cùng nhóm ba tên tài phiệt đứng trước ống kính với dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo mà nói rằng chính sự công bằng và nghiêm khắc của luật pháp Hàn Quốc nên họ đã không bị dư luận đánh lừa. Nhưng điều khiến họ không ngờ được là lời họ vừa dứt thì một chiếc xe quảng cáo vừa hay dừng ngay trước cửa tòa án. Sau đó Big Mao trong livestream liền xuất hiện trên màn hình và nói với mọi người đang xem rằng nếu muốn xét xử lại phán quyết vô tội này thì phải cần có những bằng chứng thép mới. Đồng thời bây giờ anh sẽ cung cấp cho mọi người những bằng chứng chắc chắn như vậy. Lời vừa dứt trên màn hình lập tức đổi thành hiện trường giao dịch của Gong Ji Hun. Người đàn bà như cô mà dám chơi tôi sao? Đây không phải là bài luận văn của giáo sư Seo. Mà giáo sư Seo ở đây lại chính là nạn nhân trong vụ án này. Thậm chí người phụ nữ còn nói mình đã từng xem qua hộp đen khi xảy ra vụ án. Nghe xong Gong Ji Hun cũng lập tức trở nên kích động. Là tên giáo sư Seo đáng chết nên họ mới giết ông ta. Cũng chính vào lúc này thuộc hạ đột nhiên xông vào và nói với hắn ở đây có camera. Và Gong Ji Hun cuối cùng cũng đã tìm ra nó từ trên một cái cây. Điều này đã khiến hắn ta thực sự nổi điên và ngay lập tức giẫm nát chiếc camera. Tuy nhiên Big Mao còn ác hơn hắn khi màn hình của xe quảng cáo từ từ được kéo lên. Big Mao tội phạm truy nã trong bộ đồ vest đang ngồi chễm chệ trong xe. Thế nhưng Trang Ho không phải Big Mao thực sự, mà người đó chính là thị trưởng lúc nào cũng ăn mặc bảnh bao. Ban đầu người đã đổ lượng lớn vàng vào hố chính là anh ta và người thay Trang Ho chôn thỏi vàng ở núi Gozan cũng chính là anh ta. Thậm chí sau khi nhóm ba tên tài phiệt giết người, người gọi cho họ cũng là anh ta. Đến giờ Gong Ji Hun và Trang Ho đã tàn sát lẫn nhau nên anh ta đã trở thành kẻ được lợi nhiều nhất. Không những lấy được sự tín nhiệm của Trang Ho và Mi Ho mà thậm chí còn đích thân giao bản luận văn mà mọi người muốn có được cho lão chủ tịch. Đồng thời còn ở trước mặt bộ ba tên tài phiệt mà nhẹ nhàng nói rằng bây giờ trên thế giới này không có thứ gì có thể uy hiếp ngài rồi. Chiêu này lập tức nhận được sự đánh giá cao của lão chủ tịch. Tối đó lão chủ tịch liền gọi vợ của thị trưởng đến, cũng chính là cháu ngoại của lão ta và nói với cô những lời trong lòng. Bản thân định sẽ trao chức chủ tịch lại cho chồng cô để cô có thể giúp đỡ anh ta trong tương lai. Cùng lúc đó thị trưởng đắc ý mở kho vàng ra rồi lấy ra bản luận văn sao lưu được giấu bên trong, sau đó trên mặt anh ta liền lộ ra nụ cười vô cùng thâm độc. Thì ra ban đầu người tìm đến vợ của Che Ho chính là thị trưởng, dưới sự ép buộc và xúi giục. Anh ta không những khiến người phụ nữ chủ động giao ra bản luận văn mà thậm chí còn thề rằng sẽ đưa cô ra nước ngoài, nhưng vừa hay vợ của Trang Ho lại gọi điện tới. Thế là đầu anh ta lập tức nảy số, quyết định mượn tay Trang Ho áp chế đám người Gong Ji Hun.
Kết quả quả nhiên đúng như những gì anh ta mong muốn, đám ba tên tài phiệt không những sắp bị đưa vào tù mà ngay đến cả Gong Ji-hun cũng bị lão chủ tịch bỏ rơi. Còn anh ta thì vẫn là người tốt được Mi-ho tin tưởng. Thậm chí cô còn chủ động nhờ anh đưa người phụ nữ rời khỏi Hàn Quốc, nhưng chuyển cảnh thị trường xuất hiện ở sân bay. Khi quay đầu nhìn lại sảnh chờ trên mặt anh ta liền lộ ra vẻ u ám. Tuy nhiên sự thật liệu có phải là như vậy không? Nhưng còn có những chi tiết khác cho thấy thị trường có thể không phải là Big Mao. Đồng thời Trang Ho và Mi-ho cũng không hề có chút nghi ngờ nào với anh ta. Đầu tiên là ở ngoài tòa án, khi Trang Ho chủ động còng tay chuẩn bị quay lại tù thì anh bạn nói với anh rằng Jae-ji vẫn chưa chết. Thế là Trang Ho cũng lập tức bảo anh ấy giúp đỡ đưa cho Jae-ji một mảnh giấy. Nhưng anh bạn vừa đi khỏi thì một bác sĩ lại lấy tờ giấy đó ra mà bên trên có viết cảm ơn vì cậu vẫn còn sống. Hy vọng trong tương lai có thể gặp nhau dưới ánh mặt trời. Chỉ vẻn vẹn một câu đơn giản nhưng người bác sĩ này lại tiện tay nhét vào trong túi. Đợi khi Jae-ji tỉnh lại thì bác sĩ lại xuất hiện lần nữa và cung kính đưa lại tờ giấy cho anh. Nhưng sau khi Jae-ji nhìn thấy mảnh giấy thì lại lập tức xé vụn ra. Rồi nắm chặt tay lại chứng tỏ lúc này anh đang vô cùng tức giận. Tiếp đó vì để điều tra nguyên nhân bệnh viện không cứu bệnh nhân Mi-ho đã lén lấy máu trên người bệnh nhân. Kết quả vào giờ nghỉ khi cô vừa quay lại thì đã bị viện trưởng gọi đến văn phòng. Mà bên trong lại có vị bác sĩ xét nghiệm máu cho cô đang ngồi đó. Người đàn ông trực tiếp đưa báo cáo xét nghiệm cho viện trưởng trước mặt Mi-ho. Sau khi phát hiện không có gì bất thường, viện trưởng liền ném cho Mi-ho. Chỉ với hành động này đã khiến Mi-ho vi phạm quy tắc khám nghiệm tử thi bất hợp pháp. Nên viện trưởng đã nhân cơ hội này sa thải cô. Đồng thời công khai hành vi của cô trên trang web y tế. Sau khi biết được chuyện này, thị trưởng liền chủ động hẹn Mi-ho ra nói chuyện và chủ động đề nghị giúp cô nói chuyện với vợ. Nhưng không ngờ được là Mi-ho lại từ chối sự giúp đỡ của anh ta. Tiếp đó, thị trưởng lại hỏi vợ của Che-ho có còn liên lạc với cô nữa không. Mi-ho chủ động cho thị trưởng xem nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người và nói rằng cô ấy chỉ báo bình an để mình yên tâm mà thôi. Thị trưởng lại hỏi xem Min-ho có cần anh ta giúp đỡ trong phiên tòa của Trang-ho không. Nào ngờ sắc mặt của Min-ho lại trở nên vô cùng kỳ lạ. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi. Đợi khi anh ấy thoát khỏi hoài nghi về Big Mao, chúng tôi sẽ báo đáp anh hậu hĩnh. Còn ở bên này, Trang Ho trở về trại giam thì danh tiếng càng lừng lẫy. Nhưng anh không định ngồi yên chờ đợi phiên tòa mà có chuyện quan trọng cần làm hơn, đó là anh phải tìm được Big Mao trước khi ra phiên tòa. Vì thế, anh nhân lúc màn đêm buông xuống đã nhờ cai ngục mở cửa trại giam, lén lút đến phòng cảnh cáo và đặt một tờ giấy vào trong cuốn sách. Nào ngờ khi anh vừa rời đi thì có người đến phòng cảnh cáo lấy tờ giấy đó. Bên trên viết là hẹn gặp ở đây vào 8 giờ ngày mai. Nếu anh ta không đến thì anh sẽ không giúp đỡ. Ngày hôm sau, Trang Ho lại đến phòng cảnh cáo. Quả nhiên thấy tấm thẻ kẹp trong sách là một thẻ chính nghĩa, nghĩa là Big Mao đồng ý gặp mặt. Vì thế anh ngồi trên ghế chờ đợi đến 8 giờ. Cùng lúc đó, vợ của anh cũng đến bệnh viện mà Jae-ji đang dưỡng thương và định gặp mặt cảm ơn cậu ấy đã cứu Trang Ho. Nào ngờ cô vừa mở cửa phòng thì phát hiện trong phòng đã không còn ai. Thời gian nhanh chóng đến 7 giờ 58 phút. Một tiếng động vang lên, cánh cửa của nhà thờ được mở ra. Một người đi đôi giày da chậm rãi đi về phía Trang Ho. Mà Trang Ho kìm nén sự tò mò trong lòng nên không lập tức quay đầu lại, cho đến khi người đó dừng lại thì anh mới chậm rãi đứng dậy và quay lại. Big Mao khiến khắp cư dân mạng tìm kiếm cuối cùng cũng lộ diện danh tính thực sự rồi. Hắn chính là cai ngục trưởng yêu tiền như mạng, nhưng Trang Ho lại không hề tin tưởng đối phương. Thế là cai ngục trưởng lại tiết lộ mọi chuyện trong trại giam một cách rõ ràng, bao gồm cả chuyện tự vấn của hai tên tội phạm trong nhà ăn. Đều do ông ta nói dối là thuốc thần kinh để tên tội phạm uống. Thậm chí danh sách thật cũng do chính tay ông ta nhét vào trong túi của Trang Ho. Nhưng lúc Trang Ho hỏi ông ta về thỏi vàng được chôn ở núi Judah thì cai ngục trưởng lại lấy lý do là không cần thiết phải giải thích để lấp liếm qua đi. Nhưng Trang Ho lại không phải kẻ ngốc, đưa ra những nghi ngờ về thân phận của ông ta ngay tại đó. Hết cách, cai ngục trưởng đành phải cởi áo khoác ngoài ra và để lộ ra hình xăm trên cánh tay. Chắc cậu tin vào cái này chứ? Nào ngờ Trang Ho nhìn xong thì không hề kinh ngạc mà ngược lại khịt mũi coi thường. Hóa ra ông không phải là Big Mao, ký hiệu này quả thực là ký hiệu của Big Mao. Nhưng chủ nhân tuyệt đối sẽ không đeo xích chó cho mình, cho nên hành động của cai ngục trưởng hoàn toàn ngược lại. Nói xong Trang Ho rời khỏi nhà thờ mà không thèm quay đầu lại. Cai ngục trưởng vô dụng đang sợ hãi sự trừng phạt sắp đến. Nhưng ông ta không ngờ được rằng vừa ra khỏi cửa Trang Ho đã lấy máy ghi âm ở trong túi ra. Chuyển cảnh, đàn em có hiểm nghi lớn nhất đột nhiên xuất hiện phía sau Min Ho và nói rằng mình vừa đi vệ sinh. Nhưng lúc Min Ho hỏi rằng cậu từng nhìn thấy gương mặt thật của Big Mao chưa thì đàn em lấy lý do có điện thoại nên làm lơ chủ đề này. Mặc dù bên ngoài Min Ho nói rằng có thể hiểu nhưng khi quay đi cô lại tràn đầy hoài nghi mà đàn em cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của Min Ho. Bên kia, Trang Ho chủ động gọi điện cho thị trưởng và nói rằng ngày mai anh sẽ kể toàn bộ tin tức về Big Mao cho viện kiểm sát. Nhưng anh lo lắng đối phương sẽ lạm dụng địa vị vì lợi ích cá nhân. Cho nên anh hy vọng anh ta có thể ngồi nghe làm chứng. Lời thỉnh cầu này đúng ý nguyện trong lòng thị trưởng. Sáng sớm hôm sau, Trang Ho được đưa đến viện kiểm sát. Đối mặt với sự chất vấn của thị trưởng và công tố viên, anh đột nhiên nhắc đến vụ án Mai Thúy năm đó. Bởi vì đây chính là khởi đầu của việc anh bị oan ức phải vào tù. Khi nghe đến đây, sắc mặt của thị trưởng lập tức trở nên kỳ lạ. Bởi vì lúc đó do anh ta sắp xếp người phục vụ mang nước ngọt có chứa Mai Thúy đến đưa cho Trang Ho. Cũng nghĩa rằng anh ta là kẻ đầu sỏ đã khiến Trang Ho bị vu oan phải vào tù. Cuối cùng sau khi nhận được sự đảm bảo từ hai người rằng sẽ không khởi tố vụ án Mai Thúy, Trang Ho mới gác chân lên bàn.
Anh lấy máy ghi âm ở trong tất ra. Ngay sau đó giọng nói của cai ngục trưởng liền vang vọng khắp phòng thẩm vấn. Cuộc đối thoại không những khiến hai người đối diện rơi vào trạng thái nghi ngờ, thậm chí khiến Gong Ji-hun đang giám sát bên ngoài vô cùng kinh ngạc. Người phản ứng lại đầu tiên là công tố viên và nói rằng ai ai cũng biết cai ngục trưởng coi tiền như mạng, ông ta nghi ngờ hai người thông đồng để làm giả. Trang Ho cũng không vội phản đối, chỉ hỏi cần cho ông ta bao nhiêu tiền để ông ta đồng ý làm giả việc này. Công tố viên thẹn quá hóa giận đứng dậy muốn lấy đoạn ghi âm. Nào ngờ Trang Ho lại đưa đoạn ghi âm cho thị trưởng. Thị trưởng phụ trách đi, tôi không tin ông ta. Khi thị trưởng nhận được đoạn ghi âm thì tâm trạng thoải mái ngay lập tức và quay đi bảo công tố viên xin lệnh bắt giữ cai ngục trưởng, anh ta sẽ hỗ trợ hoàn thành công văn cụ thể. Sau khi sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó thì cuộc thẩm vấn cũng kết thúc. Nhưng Trang Ho lại đột nhiên yêu cầu họ giữ bí mật về đoạn ghi âm. Câu nói này khiến thị trưởng lập tức khó chịu. Có phải cậu đã có đối tượng hoài nghi Big Mao rồi đúng không? Vẫn chưa giải quyết xong chuyện bên này, Trang Ho cũng đang trên đường trở về trại giam. Nhưng anh vô tình nhìn ra bên ngoài, lại phát hiện vô số đàn quạ xuất hiện trên bầu trời và xếp thành một hình người. Rồi lại xếp thành hình khác, sau đó rơi hết xuống sông tự vấn. Trang Ho không hề để ý đến hiện tượng này. Chỉ là cai ngục trưởng ra ngoài đón anh khiến anh có chút bất ngờ. Thậm chí anh còn bị nhốt vào phòng cấm, nhưng vì thường xuyên vào trong này nên anh đã quen rồi. Cậu hãy thành thật chờ đợi ở đây đi, đừng có gây chuyện. Cho dù ông làm thế nào cũng vô dụng, con mồi đã lọt ra ngoài rồi, con mồi gì chứ? Con mồi có thể trao đổi thân phận, tuyệt đối đừng trêu chọc bệnh nhân tâm thần, tên tội phạm này lại chẳng coi trọng chuyện này. Cứ 5 lần 7 lượt trêu chọc bệnh nhân tâm thần, kết quả bệnh nhân tâm thần hôm nay hoàn toàn mất đi lý trí. Ngay sau đó, tai của tên tội phạm kia bị bệnh nhân tâm thần cắn đứt, những tội phạm khác cố gắng kéo hai người ra nhưng lại suýt nữa bị anh ta ngộ thương. Tên tội phạm muốn nhân cơ hội này trốn thoát nhưng mới bò được hai bước đã bị bệnh nhân tâm thần đè xuống đất và bị đánh từng đấm vào mặt. Thấy tên tội phạm sắp sửa trầu các cụ thì cai ngục cuối cùng cũng đến và lập tức khống chế bệnh nhân tâm thần. Nhưng bệnh nhân tâm thần sẽ không hành xử theo cách bình thường, quay đầu cắn tay cai ngục. Hành vi này khiến những tên tội phạm thấy đao kiếm máu tanh đều sợ chết khiếp. Khó khăn lắm mới tách được hai người này ra nhưng bốn khẩu súng điện bắn lên người anh ta vẫn không hề hấn gì. Nào ngờ anh ta không bị ngã gục xuống mà giật từng điện cực ra. Sau đó anh ta quay lại nhìn cai ngục đang hạ lệnh. Đôi mắt hung dữ của anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống cai ngục vậy. May mà phát súng điện cuối cùng đã bắn vào cổ anh ta. Cuối cùng anh ta cũng ngã gục xuống đất. Nhưng dòng điện cách não bộ quá gần nên anh ta cũng ngừng thở. Vừa hay cai ngục trưởng đang phỏng vấn ba y tá, nhưng vì tình thế cấp bách nên hai người trong đó lập tức lấy máy khử rung tim. Min Ho nhanh chóng chạy đến sân chung theo cai ngục trưởng và lập tức ra tay hồi sức tim cho bệnh nhân. Lúc này, hai người còn lại cuối cùng cũng mang máy khử rung tim tới và nhanh chóng dán máy khử rung tim lên người đối phương. Nhưng lúc họ muốn bật nguồn điện của máy thì chợt phát hiện mang quên pin dự phòng, nếu quay trở lại lấy thì e rằng không kịp. Không còn cách nào khác, Min Ho đành phải hồi sức tim thủ công, có điều cứ hồi sức mãi mà không hề có hiệu quả. Khi sắp thấy Min Ho sắp sửa hô hấp nhân tạo thì bệnh nhân thở hắt ra một hơi, không cần nói cũng biết cô chắc chắn qua vòng phỏng vấn này. Mà hai y tá khác thì hơi khó, mọi người có thể trở về rồi, đợi thông báo kết quả phỏng vấn đi, Min Ho trở thành y tá của trại giam. Mặc dù có thể ở gần với chồng mình hơn, thậm chí có thể đưa tin tức ra khỏi trại giam nhưng lại khiến cai ngục trưởng nắm được thóp của Trang Ho. Cho nên lúc Trang Ho nói ra thân phận bị trao đổi thì cai ngục trưởng vẫn không thay đổi sắc mặt. Lúc Min Ho tới phỏng vấn, Trang Ho đang ở viện kiểm sát cho nên anh không hề biết vợ mình đã trở thành y tá của trại giam. Nhưng chẳng mấy chốc chủ tịch đến đưa cơm đã tiết lộ thông tin này cho anh. Nhưng Trang Ho lại chẳng mấy bất ngờ vì anh quá hiểu tính của vợ mình. Thật là Min Ho lúc này cũng không rảnh rỗi. Bệnh nhân tâm thần được đưa tới bệnh viện bên ngoài nên cô đương nhiên phải đi theo. Lúc này cai ngục chợt nhận được điện thoại của thị trưởng gọi đến nên vội vã rời khỏi phòng bệnh. Thế là tạo điều kiện cho kế hoạch của Min Ho. Cô không thể bỏ lỡ cơ hội này nên nhanh chóng đến trước giường bệnh và lập tức lấy máu của bệnh nhân tâm thần. Cô nhân lúc đêm khuya đưa máu cho một người thần bí, rất nhanh đến ngày hôm sau. Min Ho vừa vào phòng y tế thì thấy cai ngục trưởng đã chờ đợi rất lâu ở đây. Còn chưa đợi cô quen với môi trường công việc thì cai ngục trưởng đưa cô làm quen với trại giam. Nhưng điều khiến Min Ho không ngờ tới rằng cai ngục trưởng lại coi cô là con thỏ ngốc nghếch và trực tiếp thăm dò cô về nội dung của luận văn. Điều này khiến Min Ho cảm nhận được sự sỉ nhục rất lớn, là Trang Ho nói cho tôi. Cậu ấy bảo tôi hỏi cô về tình hình cụ thể, nghe nói ông là cánh tay phải của Big Mao. Tôi cũng nghe Trang Ho nói vậy, cho nên tôi mới đến đây làm. Bên phía cai ngục trưởng vừa gặp Min Ho xong thì Trang Ho vô cùng tức giận xông vào. Không chỉ hất bàn cờ đi, thậm chí còn túm lấy cổ áo của cai ngục trưởng và bảo ông ta nhanh chóng thả Min Ho ra. Ai ngờ cai ngục trưởng lại bảo anh tự đi khuyên đi, có thể khuyên được cô ấy rời đi thì ông ta cũng chẳng ngăn cản. Sau đó cai ngục trưởng lại nói Big Mao đã thông báo cho ông ta rằng để hai người áp dụng hình thức vừa hỏi vừa đáp để trao đổi bí mật. Cứ như vậy, lúc Trang Ho hỏi Big Mao rằng vì sao lại muốn luận văn đến như vậy, thì cai ngục trưởng trả lời rằng người quan trọng nhất của Big Mao đã chết vì luận văn. Nhưng lúc cai ngục trưởng hỏi rốt cuộc trong luận văn viết gì thì Trang Ho chỉ trả lời một từ, máu. Máu sao? Lấy lý do xét nghiệm máu để lấy máu của những tù nhân. Sau khi xong việc ở đó, Trang Ho đã hẹn vợ lên sân thượng nói chuyện. Hai người vừa gặp nhau liền ôm chặt lẫn nhau nhưng thời khắc ngọt ngào không kéo dài quá lâu. Trang Ho nói rằng nơi này sắp xảy ra hỗn loạn và bảo cô lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng có thể nghe lời anh thì đã không phải vợ anh rồi, cho nên kết quả cuối cùng đương nhiên là chẳng đi đến đâu.
Cũng chính vào lúc này, chuông báo động đột nhiên vang lên, hai người vừa hay nhìn thấy vô số xe đen đi vào trại giam. Đó là viện kiểm sát đưa người tới bắt cai ngục trưởng. Cùng lúc đó, tên tài phiệt Gong Ji-hun đang chảy chốt thì đột nhiên nhận được điện thoại của cai ngục trưởng. Lúc nghe thấy có người định động tới ông ta thì hắn bắt đầu chửi bới và bảo ông ta đưa điện thoại cho công tố viên. Ai ngờ công tố viên vừa nghe điện thoại xong thì lập tức bật chế độ loa ngoài, thế là tiếng chửi bới của Gong Ji-hun. Thậm chí lời đe dọa không được bắt cai ngục trưởng bị mọi người có mặt tại đó nghe thấy hết. Nhưng hôm nay công tố viên vô cùng gan dạ, không chỉ nói rằng nghe lệnh của thị trưởng tới bắt cai ngục trưởng, thậm chí còn dám ngắt điện thoại giữa chừng. Cai ngục trưởng biết đã thất thế nên đành ngoan ngoãn đeo còng tay. Cùng lúc đó, Gong Ji-hun đột nhiên cười to, tôi cảm thấy mình thật thông minh nha. Lẽ nào đây đều là kế hoạch của anh sao? Đúng vậy, thị trưởng sẽ trở thành mục tiêu của Big Mao, nhưng đây chỉ là khởi đầu của cuộc chiến. Cai ngục trưởng bị bắt vẫn không hề biết gì, trông ông ta như con lợn sắp chết không sợ nước sôi. Nhưng lúc công tố viên đưa đoạn ghi âm ra thì ông ta lập tức trợn tròn mắt, nắm đấm cũng dần siết chặt lại. Park Chang-ho, đây không phải do Park Chang-ho ghi âm, không phải cậu ta thì là ai, là người mà ông tin tưởng nhất. Gan So-chun là cai ngục ở bên cạnh cai ngục trưởng. Lúc này anh ta ngồi bên cạnh thị trưởng và Chang-ho với thân phận là cai ngục trưởng mới. Thậm chí còn chủ động nói với Chang-ho rằng là thị trưởng đưa đoạn ghi âm cho anh ta và để anh ta tố cáo cai ngục trưởng. Cùng lúc đó, thông tin này cũng do công tố viên nói cho cai ngục trưởng. Ông ta vốn là cánh tay phải của Big Mao, giờ ông ta vô cùng căm hận thị trưởng. Bên khác, vợ của thị trưởng cũng chính là viện trưởng của bệnh viện đang chuẩn bị tan làm, trước khi rời đi tiện tay lấy nước ép trên bàn, thậm chí còn uống mấy ngụm trong lúc lái xe. Cảnh tượng này giống hệt cảnh tượng trước khi Chang-ho gặp tai nạn xe cộ, quả nhiên cô ta nhanh chóng bị hoảng loạn. Cô ta muốn dừng xe nhưng không kiểm soát được cơ thể, bên thị trưởng vẫn đang bàn bạc kế hoạch chống lại Big Mao. Đột nhiên vệ sĩ xông vào và vội vã bật tivi lên thì đúng lúc đang phát sóng tin tức viện trưởng xảy ra tai nạn xe. Thị trưởng không nghĩ ngợi gì mà lập tức cầm lấy áo khoác và xông ra ngoài, mà biểu cảm trên mặt của Chang-ho lập tức trở nên đa dạng hơn. Hóa ra sau khi Gong Ji-hun phủ nhận chuyện kẻ đồng phạm với ba tên tài phiệt không phải hắn, thì Chang-ho lập tức hoài nghi thị trưởng. Vì thế anh lập tức gọi điện cho Mi-ho và hỏi cô rằng lúc cô đưa máu đi xét nghiệm có đi cùng với thị trưởng Choi không. Sau khi anh ấy nhận được đáp án chắc chắn, thì lập tức bảo cô rằng hãy chú ý xem có bị trao đổi túi đựng kết quả khi lấy kết quả xét nghiệm máu không. Kết quả Mi-ho phát hiện quả thực đã bị thay đổi báo cáo, vậy mọi chuyện là do tên thị trưởng làm, cho nên anh mới chủ động gọi điện cho thị trưởng và bảo anh ta làm nhân chứng và đưa chứng cứ quan trọng của Big Mao cho anh ta giữ. Từ đó anh sẽ mai phục bên cạnh anh ta, có điều Chang-ho không thể ngờ rằng kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè. Gong Ji-hun ngăn cản thị trưởng sẽ trở thành chủ tịch kế nhiệm nên đã vô tình giúp anh và khiến kế hoạch của anh như hổ mọc thêm cánh. Bây giờ Big Mao và thị trưởng đang đối đầu nhau, ai có thể lôi kéo Chang-ho thì người đấy sẽ cách chiến thắng gần hơn. Vì thế Big Mao nhất định sẽ xuất hiện để tìm Chang-ho. Sau khi hắn xuất hiện thì sao? Chúng ta sẽ bắt hắn và loại trừ thị trưởng. Cai ngục trưởng từng kiêu ngạo độc ác lại trở về trại giam bằng cách này. Những tội phạm từng bị ông ta bắt nạt sao có thể tha cho ông ta chứ? Họ đã chuẩn bị sẵn sàng và háo hức muốn thử. Có điều vẫn chưa đợi ông ta tiếp xúc gần gũi với tội phạm thì người mà ông ta gặp đầu tiên chính là cai ngục trước đây. Quần áo tù nhân thật sự rất hợp với ông. Ông ta đánh vào mặt ngục trưởng mới ngay trước mặt nhiều người như vậy không phải tự tìm đến cái chết sao? Vốn dĩ anh ta muốn tìm cơ hội uốn nắn lại cái người từng là cấp trên của mình nên nhân cơ hội này anh ta đương nhiên phải tranh thủ rồi. Nhưng đánh ở trước mặt bao nhiêu người thế này cũng không phải là chuyện tốt nên anh ta đành phải tạm dừng. Nhưng để tìm ra được Big Mao thực sự, anh ta lập tức hạ lệnh người có hình xăm của Big Mao đều bị đưa ra ngoài. Hóa ra trước khi cai ngục trưởng cũ trở về, Chang-ho đã nói cho cai ngục trưởng mới biết biểu tượng của Big Mao và bảo anh ta triệu tập tất cả tội phạm đến để lột quần áo kiểm tra. Đến đây không thể không nói những kẻ xấu ở Hàn Quốc đều là rác rưởi, dường như đều xăm rồng vẽ hổ. Điều này trở thành khó khăn trong việc tìm biểu tượng của Big Mao. Nhưng họ vẫn tìm được ba tên thuộc hạ của Big Mao trong đó. Vốn dĩ Chang-ho yêu cầu anh ta không được đánh rắn động cỏ. Đợi bọn họ liên lạc với Big Mao thì bắt hết cả lũ, nhưng dù sao quan mới nhậm chức có vài phần khí thế. Mặc dù hôm qua anh ta vừa tuyên bố rằng sẽ trung thành với Chang-ho ngay trước mặt thị trưởng, nhưng hôm nay lại bày tỏ sự bất mãn về hành động sai khiến của Chang-ho. Cho nên lúc cai ngục trưởng mới đang thắt cổ ba tên thuộc hạ của Big Mao trước mặt cai ngục trưởng cũ thì Chang-ho kịp thời dẫn người đến và cảnh cáo anh ta với giọng điệu vô cùng bất mãn. Làm chó thì đừng có ý đồ cắn ngược lại chủ nhân. Câu nói này đã hoàn toàn chọc giận cai ngục trưởng mới nên lập tức hạ lệnh bắt giữ Chang-ho. Nào ngờ ông đầu chọc lập tức bảo vệ Chang-ho ở giữa và hung hãn cảnh cáo cai ngục trưởng mới. Ông ấy căm ghét nhất chính là những kẻ phản bội muốn cắn ngược lại chủ nhân. Chang-ho cũng đi lên một bước nói với anh ta rằng nếu bây giờ xảy ra bạo loạn trong trại giam thì cùng lắm anh chỉ bị nhốt trong phòng đen. Nhưng cai ngục trưởng mới nhậm chức như anh ta thì có khi còn chẳng được làm cai ngục nữa. Không còn cách nào khác hắn đành phải để Chang-ho dẫn cai ngục trưởng cũ đi. Nhưng thân phận lần này của hai người đã hoàn toàn ngang nhau. Người nhận được đãi ngộ thì hoàn toàn khác biệt. Nhưng dưới sự đe dọa của Chang-ho, tất cả tội phạm đều tạm thời nín thở. Nhưng loại ân tình đặc biệt này vẫn không thể mua chuộc được lòng trung thành của cai ngục trưởng cáo già này. Ông ta ngay lập tức bày tỏ rằng mình sẽ không bán đứng Big Mao. Chang-ho nghe thấy lời này thì cũng chẳng vội vã.
chỉ nói với ông ta rằng đừng nói quá sớm, đợi sau này suy nghĩ lại thì có thể tìm tới anh ấy bất cứ lúc nào. Anh nói xong thì quay người rời đi. Mà cai ngục trưởng cũ cũng đi vào phòng giam, những tội phạm từng bị ông ta bắt nạt được tiếp xúc gần gũi với ông ta. Đội mũ quan cho cai ngục trưởng, nhưng kế hoạch vĩnh viễn không nhanh bằng sự thay đổi để có thể ngồi vững vị trí này. Cai ngục trưởng mới đã gọi điện cho thị trưởng và nói dối rằng Trang Hô vẫn luôn bao che cho cai ngục trưởng cũ. Thật ra thị trưởng đã nghi ngờ Trang Hô và Big Mao hợp tác với nhau từ lâu rồi. Bởi vì mấy ngày trước vợ anh ta vừa bị Big Mao hãm hại, dùng cách y hệt với cách anh ta đối phó với Trang Hô. Cho nên khi nghe lời nói dối của cai ngục trưởng mới, thị trưởng quyết định mắt nhắm mắt mở cho qua. Buổi chiều hôm đó, cai ngục trưởng mới liền triệu tập tất cả tội phạm đến và đưa ba tên thuộc hạ của Big Mao và cai ngục trưởng cũ lên sân khấu. Và anh ta chỉ vào hình xăm trên người bọn họ rồi nói rằng hình xăm này là biểu tượng nhận biết thuộc hạ của Big Mao. Trang Hô mà mọi người tin tưởng là kẻ giả mạo. Cuối cùng Trang Hô cũng ép được Big Mao thật xuất hiện, ông ta chính là chủ phòng của Trang Hô. Ông già từng chặn một nhát dao giúp anh, lúc đó câu nói của ông ta khi đang nằm trên giường bệnh là bảo cai ngục trưởng thả đám người Trang Hô ra khỏi phòng cấm. Chỉ một ánh mắt đã khiến ba tên đắc tội với Trang Hô chết không rõ ràng mà ông ta vẫn luôn giả vờ là một ông già ốm yếu bệnh tật. Thậm chí lúc cai ngục trưởng mới chỉ ra Trang Hô là kẻ giả mạo thì những người khác vô cùng ngạc nhiên, chỉ có ông ta bình tĩnh để tìm ra Big Mao thật. Thậm chí cai ngục trưởng mới còn tuyên bố trước mặt mọi người rằng trước khi tìm được Big Mao thật thì thời gian nghỉ ngơi của mọi người bị giảm một nửa, thời gian làm việc tăng gấp đôi. Lúc ăn cơm thay đổi thành bữa ăn trong phòng giam và cổ vũ mọi người hãy tố cáo kẻ đáng ngờ. Hành động này khiến tội phạm đều cất tiếng oan ức bất công nhưng chỉ có chủ phòng là có vẻ mặt kỳ lạ. Nhưng phương pháp của cai ngục trưởng mới này quả thực khiến mọi người đều căm ghét. Lập tức bao vây bốn tên thuộc hạ của Big Mao ở giữa và định ép họ khai ra thân phận của Big Mao. Nhưng lúc tên tội phạm này định đấm thì Trang Hô đột nhiên đứng ra. Lúc này tất cả tội phạm đều vô cùng tức giận vì bị anh lừa dối. Vậy mà anh còn dám đứng ra. Lúc tên tội phạm sắp đánh anh thì ông già chọc đầu đột nhiên bước ra từ đám đông và nói thẳng với mọi người rằng bắt nạt Trang Hô chính là bắt nạt ông ấy. Hành vi của ông già đầu chọc khiến tên tội phạm vô cùng khó hiểu. Ông già đầu chọc nói rằng ông ta đã biết Trang Hô là Big Mao giả từ lâu rồi. Lời nói dối như này đến cả Trang Hô cũng không tin. Chứ đừng nói đến người khác, cho nên tên tội phạm không nghe lời khuyên mà còn muốn ra tay. Đã bảo mày đừng động vào cậu ấy rồi, không thể không nói, cú đấm này đã ổn định lại tình thế. Không ai dám có suy nghĩ sai trái với Trang Hô, nhưng cai ngục trưởng cũ lại không hề may mắn như vậy. Kể từ ngày đó, ông ta chưa có ngày nào là không bị đánh, cho dù ông ta đi vệ sinh hay lao động, luôn có người tìm đến chút giận lên ông ta. Nhưng Trang Hô bàng quang trước mọi chuyện này, bởi vì anh đang đợi cai ngục trưởng cũ không thể chống cự nổi nữa sẽ chủ động tìm đến hòa giải với anh. Cho nên dù cai ngục trưởng cũ có vết thương bầm tím khắp người đi ngang qua, anh cũng không hề quan tâm. Cuối cùng cai ngục trưởng cũ không thể kiên trì nổi nữa, nhân lúc ở ngoài sân chơi đã đến tìm anh ấy. Nhưng ông không hề bán đứng thân phận của Big Mao mà hỏi anh ấy vì sao lại phản bội Big Mao và hợp tác với thị trưởng. Nào ngờ Trang Hô lại nói với ông ta rằng mình chỉ giả vờ hợp tác với thị trưởng mà thôi, nếu không sao có thể tìm được sự thật về luận văn chứ. Câu nói này đã khiến cai ngục trưởng cũ sáng bừng mắt ngay lập tức. Trang Hô cũng thừa thắng xông lên, đưa ra giới hạn cuối cùng. Nói với Big Mao rằng gặp nhau ở nhà thờ 8 giờ tối nay, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu lần này hắn vẫn không đến, vậy tôi sẽ làm phản. Nói xong Trang Hô dứt khoát rời khỏi sân sinh hoạt chung. Nhưng anh lại không thể ngờ rằng lúc này bên ngoài đã xảy ra sự thay đổi long trời lở đất. Đầu tiên là có người gọi điện cho Jeji và nội dung cuộc gọi có thông tin rất lớn. Sau khi thị trưởng biết vợ cũ của Che Ho về nước thì đến biệt thự tìm cô ta. Nào ngờ anh ta vừa vào cửa thì nhìn thấy người phụ nữ nằm trong vũng máu. Mà tâm trạng của kẻ tài phiệt Che Ho bắt đầu hoảng loạn. Hóa ra sau khi ly hôn, Che Ho luôn thuê người theo dõi hành tung của vợ cũ. Đợi cô ta trở về nước thì đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Sau một hồi tranh chấp thì đã ngộ sát vợ cũ. Thị trưởng thấy vậy thì lập tức sai người đưa Che Ho đi. Sau đó tìm điện thoại của người phụ nữ và dùng dấu vân tay để mở khóa. Sau khi điều tra, anh ta phát hiện lịch sử trò chuyện của cô ta với Min Ho. Lúc này thị trưởng mới bất ngờ phát hiện họ đang dần tiến lại gần sự thật về luận văn mà họ luôn điều tra. Hết cách. Anh đành gọi điện gọi cho cai ngục trưởng mới và ra lệnh bịt miệng cho anh ta, phải xử Park Trang Ho và Min Ho trong hôm nay. Chẳng mấy chốc đến buổi tối, Trang Ho vẫn lặng lẽ ngồi đợi Big Mao đến ở nhà thờ, Min Ho cũng đang chia tách huyết thành. Hai người hoàn toàn không biết đại nạn sắp đến gần. Trong phòng giam của nhà tù, cai ngục mượn cớ dẹp loạn tội phạm gây sự để đưa thẻ phòng cấm cho hắn ta. Còn bản thân thì nhanh chóng rời khỏi phòng giam, do quy tắc phải bắt Big Mao mà cai ngục trưởng mới đưa ra nên lượng công việc và thức ăn trong nhà tù đã khiến tội phạm vô cùng bất mãn. Cho nên sau khi từng cánh cửa phòng giam được mở ra, tội phạm lập tức bạo động. Cùng lúc đó, Trang Hô nhận được tin nhắn của một số điện thoại lạ, yêu cầu anh gặp ở phòng chờ VIP. Trang Hô không hề nghi ngờ mà lập tức đứng dậy đi về phía phòng chờ VIP. Nào ngờ anh vừa bước vào thì phát hiện nơi này không có một ai. Lúc anh thấy vẫn chưa đến 8 giờ nên anh đành chọn cách lặng lẽ ngồi chờ. Nhưng anh nào biết cai ngục trưởng mới đang đưa súng cho cai ngục và bảo hắn nhân lúc hỗn loạn bắn chết vợ chồng Trang Hô và đổ tội lỗi lên phạm nhân bạo loạn. Cai ngục nhận được vũ khí thì lập tức đến phòng cung cấp điện, trực tiếp làm hỏng hệ thống điện. Cả trại giam lập tức chìm trong bóng tối. Trong phòng chờ VIP tối om mờ mịt, đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Trang Hô vội vã sờ bật lửa ở trên bàn.
Ông chính là Big Mao sao? Ông già trông có vẻ vô hại lại chính là Big Mao danh tiếng lẫy lừng. Ban đầu Trang Ho còn cho rằng ông ta đến chơi cờ tướng, nhưng lúc ông ta nói ra lá bài dùng để liên lạc một cách rõ ràng thì Trang Ho không thể không chắc chắn ông ta chính là Big Mao thật. Vì sao lại là tôi? Đây là câu hỏi kìm nén trong lòng Trang Ho rất lâu rồi. Vốn dĩ anh chỉ là một luật sư vô dụng sợ vợ nhưng lại bị hãm hại trở thành Big Mao và hoàn toàn bị rơi xuống vực thẳm. Nào ngờ ông già lại thong thả nói với anh rằng ông ta chưa từng nghĩ sẽ để anh mạo danh thân phận. Mọi chuyện đều do anh thích bước vào mạo hiểm nên đã đắc tội với thị trưởng. Vốn dĩ anh có kết cục phải chết nhưng có người lại muốn cứu tính mạng của anh. Thế là ông già mới quyết định biến anh trở thành cái bóng của mình. Nhưng tất cả mọi người đều đánh giá thấp năng lực của Trang Ho. Kết quả không những không kiểm soát được anh mà ngược lại còn bị anh nắm lấy đuôi và kéo ngược về. Người có thể sánh ngang với kẻ địch của cậu chỉ có thể là tôi, nhưng vốn hai người cùng chung cảnh ngộ lại bị tan vỡ bởi Trang Ho nhắc đến pháp luật. Đừng nhắc quy tắc với tôi, hóa ra con gái ruột của ông già bị bọn tài phiệt làm thí nghiệm hại chết, thế nên ông với chó cùng rứt dậu với tài phiệt và thị trưởng. Cùng lúc đó, cuộc bạo loạn bên ngoài đã hoàn toàn mất kiểm soát. Đông đảo cai ngục được trang bị đạn thật đối đầu với tội phạm. Tình huống này hoàn toàn vượt qua khỏi dự tính của cai ngục trưởng mới để nhanh chóng kết thúc kế hoạch. Anh ta lập tức sắp xếp toàn bộ cai ngục đi tìm Trang Ho, còn anh ta đưa theo tội phạm đi tập kích Min Ho, nhưng cai ngục trưởng mới không biết rằng cuộc trò chuyện của họ đã bị một thuộc hạ của Big Mao nghe thấy rõ mồn một. Cho nên ông già đang đàm phán với Trang Ho nhận được cuộc gọi thì sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ và nói với Trang Ho, mau đến phòng trị liệu đi, vợ cậu đang gặp nguy hiểm. Khi nghe thấy câu này, Trang Ho lập tức trợn tròn mắt. Anh không quan tâm đến Big Mao gì đó nữa mà xông ra khỏi phòng chờ VIP như một kẻ điên. Cùng lúc đó, Min Ho đang kiểm tra tình trạng của bệnh nhân tâm thần. Nào ngờ Trang Ho đột nhiên gọi điện cho cô ấy và bảo cô sẽ gặp nguy hiểm. Min Ho nhận ra mọi chuyện không ổn nên vội vã chạy trở về phòng y tế và đẩy giường bệnh chặn cửa ra vào, sau đó lấy một ống kim tiêm và nhanh chóng trốn dưới cửa sổ. Mà bên Trang Ho đang trên đường chạy đến phòng y tế thì bị cai ngục đang tìm kiếm phát hiện. Đối mặt với nhiều cai ngục như vậy, Trang Ho vẫn luôn vô dụng, sao có thể địch nổi bọn họ chứ? Chẳng mấy chốc Trang Ho bị bọn họ đánh dạp xuống đất. Ngay vào lúc quan trọng nhất thì ông chọc đầu đã dẫn người đến kịp. Họ nhanh chóng cứu được Trang Ho, nhưng lúc này Min Ho đã rơi vào nguy hiểm. Một tên tội phạm đập vỡ cửa kính và nhảy từ cửa sổ vào. Có điều anh ta không hề nhìn xuống dưới cửa sổ, mà Min Ho cũng nhân cơ hội này đâm ống tiêm thuốc gây mê vào tên tội phạm. Cô đã giải quyết được một kẻ, nhưng động tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của những tội phạm khác. Hết cách, Min Ho đành cố gắng đẩy giường bệnh để ngăn cản bọn họ vào. Nhưng bên ngoài là hai tên đàn ông to lớn, sao cô có thể chặn nổi chứ? Trong tình thế cấp bách, Min Ho lập tức cầm bình cứu hỏa và phun về phía bọn họ. Thế là cô cầm bình giải quyết được một tên nữa trong làn khói mù mịt. Nhưng đối mặt với tên tội phạm cuối cùng, cô lại sức cùng lực kiệt trước một cô gái xinh đẹp như vậy. Đôi mắt của tên tội phạm lập tức hiện lên ánh mắt tham lam. Min Ho sắp rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm thì bệnh nhân tâm thần đột nhiên xuất hiện phía sau tên tội phạm. Sau khi anh ta nhìn thấy Min Ho không bị thương thì quay người đi và đè tên tội phạm kia xuống dưới đất. Có điều lúc anh ta sắp tiễn tên tội phạm đi thì đột nhiên bị một tiếng súng bắn trúng vào bả vai và ngã xuống đất. Min Ho không kịp nghĩ nhiều đành cố gắng hết sức đẩy giường bệnh khiến súng trên tay của tên cai ngục rơi xuống đất. Bệnh nhân tâm thần cũng chịu đựng cơn đau và cho anh ta một đòn chí mạng và tạm thời vẽ dấu chấm hết cho cuộc chiến. Min Ho vội vã kiểm tra vết thương của bệnh nhân tâm thần và nhanh chóng dùng băng gạc băng bó vết thương. Nhưng chưa đợi cô băng bó xong thì cai ngục trưởng mới đột nhiên xuất hiện. Bệnh nhân tâm thần vẫn cố gắng đứng ra để bảo vệ Min Ho nhưng anh đã sức cùng lực kiệt, cuối cùng bị cai ngục trưởng đánh ngất và ngã xuống đất. Nhưng do làm người xấu nên phải nói nhiều, cho nên sau khi anh ta nói một tràng dài thì Trang Ho cuối cùng cũng đến. Tên chó chết, dám bắt nạt vợ tao. Cuối cùng tất cả những kẻ xấu đều được giải quyết tạm thời bằng những cú đấm liên tiếp của Trang Ho. Hai người họ cũng ôm chầm lấy nhau. Lúc này cuối cùng Big Mao và cai ngục trưởng cũ cũng chậm rãi bước đến. Sau khi hai người nhìn nhau thì cai ngục trưởng cũ nhặt khẩu súng lên. Hành động này khiến Trang Ho lập tức xoay Min Ho vào bên trong. Nhưng cai ngục trưởng cũ không phải giết anh ấy mà chĩa khẩu súng về phía cai ngục trưởng mới. Mặc dù mấy người tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tiếng súng bên này nhanh chóng thu hút vô số cai ngục trang bị súng đầy mình đến. Để ngăn cản bọn họ đột kích, cai ngục trưởng cũ bắn một phát lên trần nhà, lập tức khiến các cai ngục không dám bước đến nửa bước. Nhưng đây chỉ là kế sách tạm thời, cuối cùng vẫn khó mà thoát ra được. Lúc này sau khi Big Mao suy nghĩ kỹ càng thì đột nhiên nói với Trang Ho, tôi đồng ý với đề nghị mà cậu nói với tôi vừa nãy, nhưng cậu cũng phải giữ lời hứa. Hóa ra lúc ở phòng chờ, Trang Ho từng đưa ra một lời đề nghị, nhưng lúc đó bị tình cảnh của Min Ho xen ngang nên tôi cũng không biết là đề nghị gì. Nhưng điều này có nghĩa là Big Mao đã hợp tác với Trang Ho. Cùng lúc đó, Gong Ji Hun vẫn đang đập phá mọi thứ vì bị thị trưởng chơi khăm. Đột nhiên điện thoại của Trang Ho gọi đến, anh nói sẽ cho Gong Ji Hun một món quà lớn. Vừa nghe xong, Gong Ji Hun đã nhảy cẫng lên. Bác Trang Ho, tao yêu mày, tên thị trưởng choi chết tiệt, mày chết chắc rồi, thật sự lên cơn như chó điên vậy. Đường đường là một vua trong thế giới ngầm lại bị một tên vô dụng cầm súng dí vào đầu, bị áp giải giống như con khi đi qua từng các tầng lớp bảo vệ. Cuối cùng còn bị đẩy về phía cảnh sát đến bắt giữ, còn luật sư vô dụng kia không chỉ bắt được tội phạm quan trọng mà còn lập được công thoát tội, thậm chí còn trở thành một luật sư nổi tiếng nhất chỉ trong một trận chiến. Sao ông ta có thể chịu được hành vi sỉ nhục bị dẫm đạp dưới chân này chứ? Đông đảo các đàn em bắt đầu dục dịch đòi nổi loạn,
Nhưng lúc mọi người đang chờ đợi lệnh của ông ta thì luật sư vô dụng kia lại mặc quần áo lịch sự bước vào phòng thẩm vấn. Vì sao cậu lại đến đây? Nào ngờ Trang Ho hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của bọn họ. Đi thẳng đến trước mặt kính và tự soi mình trong đó. Xin hãy thay đổi phòng thẩm vấn cho người ủy thác của tôi, đổi sang phòng thẩm vấn không bị giám sát. Hóa ra phía đối diện chiếc kính này chính là đối thủ sống còn của Trang Ho, hai người đến phòng thẩm vấn riêng. Còn chưa đợi trưởng phòng Nô ngồi nóng mông thì Trang Ho liền lấy một tệp tài liệu từ trong túi ra và bảo ông ta ký tên là tài liệu ủy thác. Cậu lại muốn làm gì vậy? Tôi cần một danh phận chính thức, khó khăn lắm cậu mới trở nên nổi tiếng. Sao nhanh như vậy đã muốn mang tiếng xấu rồi? Mang tiếng xấu cũng được, tôi sẽ gánh hậu quả. Hóa ra trước khi bắt Big Mao, hai người đã có một lần nói chuyện rất lâu. Lúc đó, Trang Ho đề xuất một đề nghị, anh muốn dẫm lên đôi cánh của vua thế giới ngầm để lên một độ cao nhất định, sau đó sẽ quay lại báo thủ thị trưởng và đám tài phiệt giúp Big Mao. Mặc dù lúc đó Big Mao không đồng ý nhưng sau khi bị cảnh sát vây quanh thì cuối cùng ông ta cũng đồng ý kế hoạch này. Nhưng điều ông ta không ngờ đến rằng ngày hôm sau Trang Ho liền không chờ đợi được mà trở thành luật sư đại diện cho ông ta. Nhưng cuối cùng ông vẫn ký tên vào giấy ủy thác và hỏi anh ấy về kế hoạch tiếp theo. Tôi sẽ xin đơn tạm tha, ông chuẩn bị số lượng tiền bảo lãnh đi. Nói xong, Trang Ho liền gọi điện cho bạn bè và bảo anh ấy nhanh chóng sắp xếp phóng viên tổ chức buổi họp báo. Chẳng mấy chốc buổi phỏng vấn được tổ chức như dự kiến ở viện kiểm sát. Trang Ho cũng đứng trên bục và tuyên bố với tất cả phóng viên về thỏa thuận của anh với Big Mao. Chỉ cần vụ án giết người của giới tài phiệt có thể được xét xử một cách công bằng thì Big Mao sẽ thừa nhận mọi tội lỗi và vứt bỏ mọi lợi ích bất chính. Nhưng bởi vì vụ án giết người của giới tài phiệt có liên quan đến một nhân vật vô cùng quan trọng, cho nên anh hy vọng người dân có thể trở thành chiếc dù bảo vệ anh ấy và tiếp tục theo dõi anh ấy. Quả nhiên mấy ngày sau, Big Mao nộp 3 tỷ won tiền bảo lãnh và nhận được tự do. Mọi chuyện dường như đều được tiến hành theo kế hoạch của Trang Ho, nhưng một nhân vật quan trọng trong giới tài phiệt như chủ tịch Kang chưa từng là kẻ ngồi chờ chết. Cho nên lúc Big Mao đưa Trang Ho đến nhà cũ thì họ vẫn hoàn toàn không biết rằng sắp xảy ra khó khăn. Đây là quán cơm mà Big Mao kinh doanh lúc còn trẻ. Lúc đó ông ta vẫn chỉ là một đầu bếp, mà biểu tượng của quán cơm chính là biểu tượng của tổ chức hiện giờ. Big Mao nhìn chiến trường mà mình chiến đấu hồi còn trẻ thì tâm trạng lập tức trở nên trẻ trung. Ông ta liền mời Trang Ho đến thưởng thức tay nghề của ông ta vào ngày mai. Nhưng điều mà Trang Ho quan tâm hơn so với chuyện này là câu nói mà ông ta từng nói. Có người kiên quyết muốn cứu cậu. Người này chắc chắn là người bên cạnh Trang Ho và đã quen biết Big Mao từ lâu nhưng anh vẫn nghĩ mãi không ra rốt cuộc là ai. Có điều may mà Big Mao đồng ý. Đợi ngày mai đến quán ăn cơm thì sẽ giới thiệu người đó cho anh quen biết. Trang Ho nói xong liền đứng dậy rời đi. Nhưng điều khiến anh không thể ngờ được rằng anh vừa bước đến bên ô tô thì tầng 2 đột nhiên nổ tung. Cứ như vậy, Big Mao nổi danh lẫy lừng trong thế giới ngầm đã chết sau 5 ngày bị bại lộ thân phận. Mà người chủ mưu vạch trần danh tính của ông ta là Trang Ho cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Vua thế giới ngầm thần bí vừa mới bại lộ thân phận liền bị hại chết. Tầng lớp cao của tổ chức đã xuất hiện tham gia tang lễ của ông, nhưng lại có một người ngoài tổ chức xuất hiện trong buổi lễ. Anh sải bước về linh vị không tên không tuổi. Nào ngờ anh chưa dâng hoa thắp hương thì đèn đột nhiên vụt tắt. Ngay sau đó Big Mao liền xuất hiện trên màn ảnh lớn. Đây là đoạn video cuối cùng mà Big Mao quay khi còn sống. Bởi vì có quá nhiều kẻ địch nên ông đã đoán được một khi thân phận bị bại lộ thì sẽ dẫn đến họa diệt thân, cho nên đoạn video này cũng là di chúc mà cũng là mệnh lệnh cuối cùng. Lúc mọi người xem đoạn video này thì từ giờ trở đi Big Mao không phải là tôi nữa mà là Park Chang Ho, không sai. Thành viên duy nhất ngoài tổ chức Chang Ho được Big Mao chỉ đích danh trở thành người kế nhiệm tiếp theo. Bây giờ Chang Ho không cần giả mạo thân phận nữa mà trở thành vua thế giới ngầm chân chính rồi. Nhưng nhiều người có năng lực trong tổ chức như vậy, một đứa vắt mũi chưa sạch sao có thể thuyết phục họ đây. Người đưa ra lời nghi hoặc đầu tiên chính là cánh tay phải của Big Mao, cai ngục trưởng cũ. Quả nhiên hổ được không còn thì khỉ lên ngôi. Khi mâu thuẫn sắp lên đỉnh điểm, đột nhiên có người thừa nhận đoạn video do mình quay. Hành động này lập tức khiến mọi người ở trong hiện trường đều kinh ngạc, nhưng người càng kinh ngạc hơn là Trang Ho, bởi vì người đến chính là bạn thân từ nhỏ của anh ấy. Nào ngờ lời phát ngôn của anh ấy không có bất kỳ người nào dám phản đối, thậm chí cả cai ngục trưởng cũ cũng lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Bởi vì anh ấy chính là cánh tay trái của Big Mao, nhưng rất rõ ràng lúc này không phải là thời điểm giải thích mọi chuyện, Sun Tae lập tức cảnh cáo tất cả mọi người. Nếu có người nghi ngờ đoạn video giả tạo thì mời rời đi ngay lập tức. Đây rõ ràng là lời uy hiếp trần trụi, một khi rời đi có nghĩa rằng rời khỏi tổ chức. Hậu quả không cần nói cũng biết, cho nên nơi này hoàn toàn im lặng. Thấy ván đã đóng thuyền, cai ngục trưởng cũ đành nghiến răng nghiến lợi thể hiện thái độ phục tùng. Sau khi nói xong thì ông ta tức giận rời khỏi nơi này. Sun Tae quay lại hỏi Trang Ho có chấp nhận lời ủy thác trước khi lâm chung của Big Mao không. Câu hỏi này khiến Trang Ho rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu đồng ý có nghĩa rằng anh sẽ bước chân vào thế giới ngầm. Nếu không đồng ý thì với người biết được bí mật của tổ chức như anh khó mà có đường thoát. Chuyển cảnh, trong nhà thờ chỉ còn lại Trang Ho và Sun Tae. Dù cho lúc này Trang Ho có hàng triệu câu hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Hai người từng là anh em tốt lập tức trở nên xa lạ đến thế. Người phá vỡ sự im lặng này là Sun Tae. Anh xin lỗi Trang Ho trước, sau đó nói với anh ấy rằng nếu thực sự không muốn làm Big Mao thì mình sẽ nghĩ cách cố gắng hòa giải. Nhưng Trang Ho chỉ có một ngày để suy nghĩ, ngày mai buộc phải trả lời. Thực ra bây giờ Big Mao đã chết, Trang Ho di dân thì có thể thoát thân được. Nhưng người vợ Min Ho của anh lại không ủng hộ anh làm như vậy bởi vì rất nhiều người đã mất đi tính mạng vì cứu Trang Ho.
Nếu bây giờ hai vợ chồng họ từ bỏ thì những người đó sẽ mãi mãi trở thành nỗi ám ảnh tâm lý trong lòng họ. Cho nên dưới sự ủng hộ của Minho, ngày hôm sau Trang Ho đã hẹn Sun Tae gặp mặt ở bờ biển và đưa ra mệnh lệnh đầu tiên với tư cách anh là Big Mom mới, huy động tất cả nguồn lực đi điều tra chủ tịch Kang và tên thị trưởng, từ quá khứ đến hiện tại, từ tài sản đến cuộc sống của người nhà và cá nhân. Ngay cả chủ tịch Kang dụng mấy cái răng cũng phải điều tra rõ ràng, tuy nhiên vẫn còn một số thành phần trong tổ chức không nghe lệnh của anh, lần lượt đứng ra chất vấn. Trang Ho thấy tổ chức xưng bá một phương sắp bị tan rã thì đã lật ngược tình thế chỉ bằng một hành động. Người tỏ thái độ không phục đầu tiên chính là cai ngục trưởng cũ của tổ chức, khi ông ta mất đi quyền kế thừa đã mua bãi phế liệu ở ngoại ô, thu nạp một số băng đảng nhỏ gần đó, cuối cùng tập hợp thành một thế lực lớn. Vốn dĩ nhóm Trang Ho không muốn can thiệp vào nhiều, nhưng nào ngờ ông ta lại sai người ám sát thị trưởng với danh nghĩa báo thù cho Big Mom. Hết cách, Trang Ho đành phải lựa chọn giết gà dọa khỉ. Ngay hôm đó anh sắp xếp Sun Tae và đàn em đến đàm phán, nào ngờ cai ngục trưởng cũ dựa vào thế lực lớn nên vô cùng hoang mang, không những chẳng e sợ đuổi kẻ đứng chắn trước mặt mình đi, còn lớn tiếng mắng chửi Trang Ho. Kết quả ngay sau đó, chuyển cảnh. Trong bãi phế liệu của cai ngục trưởng, một đám người đang đổ dầu lên xe như điên. Người ngồi bên trong chính là cai ngục trưởng cũ, mà những đám thuộc hạ của ông ta đã không thấy tung tích. Sun Tae cũng không nhiều lời, lấy ngọn đuốc từ trong lò lửa ra và thong thả bước về phía ô tô. Thậm chí anh nhìn đôi mắt của cai ngục trưởng cũ như nhìn một thi thể. Tình huống như này đã khiến cai ngục trưởng cũ sợ chết khiếp, miệng liên tục kêu những tiếng tha mạng mơ hồ. Cũng chính vào lúc này, Trang Ho đúng lúc gọi đến, mà sau khi Sun Tae nghe xong điện thoại của Trang Ho thì ném ngọn đuốc đi một cách rất nghiêm túc. Chẳng mấy chốc cai ngục trưởng bị kéo đến trước mặt Trang Ho, anh ấy lúc này đã có thái độ của một người ở vị thế cao. Sau khi gặp cai ngục trưởng cũ thương tích đầy mình thì anh quyết định đưa ra một lời ngọt ngào: tôi không tha thiết vị trí Big Mom, đợi sau khi tôi báo thù cho lão đại thì tôi sẽ rời đi. Lời nói lịch sự này dường như đã thu phục được cai ngục trưởng cũ, nhưng Trang Ho không thể ngờ rằng đối phương là một con cáo giả. Anh sẽ nhanh chóng hối hận cả đời vì quyết định ngày hôm nay. Cùng lúc đó, tên tài phiệt Gong Ji-hun đang chìm đắm trong nỗi buồn với rượu chè. Bởi vì hôm qua, vợ của đối thủ sống còn của hắn ta quyết định tham gia vào công ty để tiếp quản tập đoàn. Thậm chí cô ta còn bảo ông chủ tịch chuyển toàn bộ cổ phần dưới tên của cô ta ngay trước mặt hắn. Như vậy, cổ phần của vợ chồng thị trưởng đã vượt qua Gong Ji-hun, mà hắn ta cũng mất đi quyền quản lý của tập đoàn. Nhưng lúc bốn người đang oán trách lẫn nhau thì Gong Ji-hun đột nhiên nhận được cuộc gọi của Trang Ho. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Tôi muốn mở cuộc họp báo với quy mô lớn. Anh đến đi. Chuyển cảnh, Trang Ho đến trước mặt giới truyền thông. Đây là buổi họp báo đầu tiên sau khi anh tiếp nhận vị trí Big Mom. Nhưng lúc phóng viên hỏi về chuyện Big Mom chết ngoài ý muốn thì Sun Tae vội vã ngăn cản câu hỏi của phóng viên và nói rằng hôm nay họ sẽ thông báo một chuyện quan trọng hơn. Mà tin tức này chính là tôi sẽ tham gia vào cuộc bầu cử thị trưởng nhiệm kỳ tiếp theo với thân phận người dân. Lời vừa dứt cả hiện trường lập tức xôn xao hẳn lên. Đồng thời Gong Ji-hun cuối cùng cũng đã đến. Rất nhanh buổi họp báo đã kết thúc. Trang Ho và Gong Ji-hun quyết định lần nữa hợp tác vì dù gì kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Trang Ho sẽ giúp hắn đánh bại vợ chồng thị trưởng Choi, nhưng điều kiện trước tiên là hắn phải đề bạt Trang Ho làm thị trưởng kế tiếp. Có điều trước đó cần phải đưa mình đến gặp lão chủ tịch, vì dù gì người có tiếng nói nhất trong tập đoàn vẫn là lão chủ tịch đó. Nhưng Gong Ji-hun đã từng bị Trang Ho chơi mấy vố nên nói thật thì hắn thật sự rất sợ bị lừa. Cậu không phải là lại muốn lợi dụng tôi đó chứ? Không, chúng ta là lợi dụng lẫn nhau để đạt được cục diện hai bên đều chiến thắng đúng không? Mặt khác, thị trưởng Choi đang báo cáo với lão chủ tịch tin Trang Ho tham gia ứng cử, thì thuộc hạ đột nhiên đến báo Gong Ji-hun dẫn Trang Ho đến chào hỏi. Điều này rõ ràng là không có ý tốt gì mà. Nhưng lão chủ tịch lại khăng khăng muốn xem thử mục đích của anh là gì. Do đó ông không màng sự can ngăn của thị trưởng Choi mà nhất quyết muốn gặp Trang Ho. Vì lão chủ tịch vẫn chưa biết sự lợi hại của anh, còn thị trưởng Choi thì đã lĩnh giáo nhiều lần rồi, cho nên anh ta biết lần này chỉ sợ là sẽ có chuyện chẳng lành. Chào ngài chủ tịch, tôi là Trang Ho, để có thể đánh vào nội bộ của kẻ địch. Anh không ngần ngại mà bán đứng các quan chức cấp cao trong tổ chức Big Mom, thậm chí còn nói dối rằng cả nhà đã bị đe dọa bởi tên Big Mom mới nhậm chức. Chỉ cần lão chủ tịch có thể bảo toàn tính mạng cho mình, anh tình nguyện làm gián điệp hay mang giúp lão chủ tịch nhổ cỏ tận gốc tổ chức. Nhưng lão chủ tịch xảo quyệt này sao có thể dễ dàng tin anh được chứ? Do đó Trang Ho không những cống cho lão ta cơ cấu của tổ chức Big Mom mà thậm chí còn phản bội cả danh sách lãnh đạo cấp cao của tổ chức. Cuối cùng đã đổi được lời mời tham gia tiệc sinh nhật của lão chủ tịch, mà đây là đặc quyền chỉ người trong cuộc mới được hưởng. Nên ý nghĩa của nó không có từ nào bày tỏ hết được, nhưng chiêu này của anh có thể giấu được lão chủ tịch nhưng không thể qua mắt được thị trưởng Choi, kẻ thù lớn nhất của anh. Do đó đối diện với sự chủ động chào hỏi của Trang Ho, anh ta không thèm để ý mà quay đầu bỏ đi. Có điều tổng thể mà nói, kế hoạch của Trang Ho vô cùng thuận lợi. Trong đó đương nhiên là nhờ sự giới thiệu của Gong Ji-hun rồi. Để báo đáp, Trang Ho đã nói cho hắn về tung tích số vàng 100 tỷ đó không phải là do Big Mom lấy đi mà là người thân cận của anh đó. Lời này của Trang Ho dù là thật nhưng vẫn thành công khiến mâu thuẫn của Gong Ji-hun và thị trưởng Choi càng gắt hơn nữa. Nhưng Trang Ho tính thế nào đi chăng nữa thì vẫn đánh giá thấp khả năng làm việc của thị trưởng Choi. Khi anh quay lại căn cứ thì đã bắt đầu bị theo dõi. Do đó cảnh lão cai ngục trưởng khom lưng cúi đầu trước Trang Ho lập tức bị thị trưởng Choi nhìn thấy, đồng thời vẻ mặt khó chịu của lão ta cũng bị anh ta để ý thấy hết. Thế là một kế hoạch mượn dao giết người lập tức nảy lên trong đầu anh ta. Rất nhanh lão cai ngục trưởng đã nhận được điện thoại của thị trưởng Choi khi mới bắt đầu nghe máy.
lão ta vẫn còn đầy oán hận mà nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khi thị trưởng nhắc đến Trang Ho thì mắt lão ta lập tức sáng lên như đèn pha ô tô và đồng ý gặp mặt anh ta. Sau khi đến điểm hẹn đối diện với sự chào hỏi của thị trưởng, lão ta không thèm để ý tới, mãi cho đến khi đối phương đưa danh sách quan chức cấp cao của tổ chức Big Mao ra và nói với lão. Đây là thứ Trang Ho tận tay giao cho lão chủ tịch thì lão mới tiếp nhận lời chào hỏi của đối phương. Vì dù gì giờ lão cũng đã có lý do chính đáng, nên cho dù hợp tác với thị trưởng thì cũng không xem như là phản bội tổ chức. Vì dù gì Trang Ho cũng đã phản bội tổ chức trước. Còn Trang Ho vẫn không hay biết gì hôm sau còn gặp riêng với lão cai ngục trưởng và sắp xếp cho lão ta một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đưa ông lão này ra khỏi viện dưỡng lão. Không cần làm lớn chuyện, âm thầm làm là được. Thì ra ông lão này chính là ông nội trên danh nghĩa của thị trưởng Choi, còn trên thực tế cháu của ông đã chết đuối từ 20 năm trước. Và thị trưởng đã mượn danh nghĩa cháu của ông để đột nhập vào nội bộ tài phiệt, tiếp cận lão chủ tịch chờ cơ hội trả thù cho cha. Bí mật này đã bị Miho điều tra ra, nên Trang Ho định tiết lộ thân phận thực sự của thị trưởng vào bữa tiệc sinh nhật của lão chủ tịch. Kế hoạch vô cùng hoàn hảo, nhưng anh lại tin nhầm người. Jeji đã nhiều lần khuyên anh nên cẩn thận với cai ngục trưởng, nhưng ai ngờ được là anh lại cố chấp tin rằng lão ta bản chất không tệ và thứ lão cần chính là sự tin tưởng. Có điều Jeji vẫn thấy không yên tâm nên đã chủ động bám theo để giám sát mọi hành động của lão. Nhưng ai ngờ được là lại đột nhiên bị người khác đánh ngất từ phía sau, cuối cùng bị nhét vào cốp xe. Kết quả là vào ngày sinh nhật của lão chủ tịch Trang Ho và Miho còn mặc bộ lễ phục tranh xả, trang điểm lồng lộn để chiếm spotlight ở hiện trường. Nhưng không ngờ được là vừa nghe máy thì lão chủ tịch đã hét gọi anh ra. Mãi cho đến khi kết thúc tiệc sinh nhật cũng không thấy anh xuất hiện nữa. Vì giờ đây anh đã bị trói vào ghế mà người bắt anh lại chính là lão cai ngục trưởng. Tất cả điều này đều là một màn do anh và lão cai ngục trưởng dựng lên. Bắt đầu từ lúc hai người tỏ ra bất hòa với nhau đến hiện trường giả chết bây giờ đều là để dụ thị trưởng Choi cắn câu. Nhưng khoảnh khắc lão cai ngục trưởng bắn Trang Ho thì vừa hay lại bị Jeji nhìn thấy. Thế là anh lập tức báo tin này về tổ chức. Trong phút chốc cả thành phố dường như chấn động vì chuyện này, hàng trăm chiếc ô tô màu đen lao nhanh về phía nhà kho bỏ hoang. Sau đó Jeji lại đem chuyện này nói cho chị dâu Miho biết. Kết quả vừa tham gia bữa tiệc tối xong Miho lập tức suy sụp mà trực tiếp chạy đến chỗ thị trưởng Choi, kẻ chủ mưu đứng sau tất cả mà đấm anh ta một trận. Có điều phản ứng của Miho đã khiến thị trưởng càng chắc chắn hơn rằng Trang Ho đã chết. Do đó hắn ta nhanh chóng lên xe đi đến xác nhận thi thể, thậm chí trên đường đi còn không nhịn được mà điên cuồng cười phá lên. Còn Miho đã mất niềm tin thì cuối cùng đã ngất xỉu trước mặt công chúng. Có điều khi thị trưởng đến nhà kho bỏ hoang thì chỉ thấy một vũng máu trên đất còn thi thể lại không cánh mà bay. Khi nghe thấy lão cai ngục trưởng nói thi thể đã bị thiêu rụi, thị trưởng còn muốn đi xác nhận cho cốt. Nhưng ai ngờ được là lúc này thuộc hạ của Big Mao đã đến, không còn cách nào khác anh ta chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Tuy nhiên điều khiến anh ta không thể ngờ được là cuộc nói chuyện vừa rồi của anh ta và cai ngục trưởng đều đã bị truyền đến tai lão chủ tịch không sót một chữ nào. Và người ngồi bên cạnh lão chủ tịch lại chính là Trang Ho, thì ra hắn chính là người nhà họ Do. Thì ra cuộc nói chuyện giữa hai người họ có nhắc đến Trang Ho đã phát hiện ra thân phận giả của thị trưởng. Còn thị trưởng Choi cũng lập tức thừa nhận bản thân chính là hậu thế của nhà họ Do đã bị lão chủ tịch sát hại. Chiêu mượn dao giết người này của Trang Ho đúng là vô cùng hoàn hảo. Nhưng điều khiến anh hoàn toàn không ngờ được là vẫn chưa đợi lão chủ tịch tìm thị trưởng Choi tính sổ thì đối phương đã định đến hại ông rồi. Tối đó anh ta liền nhẹ nhàng đến sau lưng lão chủ tịch và tiêm thuốc độc vào ống truyền trực tiếp tạo dấu chấm hết cho kế hoạch trả thù của mình. Cùng lúc đó Miho đã tỉnh lại trên giường bệnh nhưng lại nhìn thấy người chồng vừa qua đời. Lúc đầu cô còn tưởng đây chỉ là mơ, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ cánh tay cô mới biết là Trang Ho chưa chết. Chuyện này là thế nào chứ? Sao anh lại lấy chuyện này ra dọa em chứ? Anh xin lỗi đều tại tên nhóc Jeji lắm mồm đó, đồng thời người oán trách Jeji còn có cai ngục trưởng. Tối qua khi đối diện với khí thế hừng hực của đám thuộc hạ ông ta vẫn chưa kịp giải thích thì đã bị tẩn cho một trận đau điếng. Nếu không phải Trang Ho kịp thời gọi điện báo bình an thì chắc là ông ta đã sớm phải về với các cụ rồi. Có điều mọi người vẫn vui mừng chưa được lâu thì một tin nóng được bất ngờ phát trên TV, đó chính là tin về cái chết của lão chủ tịch. Không ngờ được là lão chủ tịch không đấu lại được với thị trưởng Choi, không lâu sau lễ tưởng niệm lão chủ tịch được tổ chức tại lễ đường. Hiện trường không những có rất nhiều vòng hoa và giỏ hoa mà ngay cả tổng thống cũng đích thân đến bày tỏ lòng thành kính. Có điều trận chiến lớn nhất không phải là tổng thống mà chính là Trang Ho, ban đầu vốn là hiện trường nghiêm túc và đau thương, nhưng sau đó đã bị phá vỡ bởi màn trình diễn thời trang của Trang Ho. Tuy nhiên khi anh bước chân vào linh đường thì người kinh động nhất chính là thị trưởng Choi và sau một phút mặc niệm, Trang Ho liền trực tiếp đi về phía thị trưởng Choi và đưa ra lời tuyên chiến chính thức với anh ta. Ông nhìn thấy tôi chắc là rất kinh ngạc nhỉ. Cho Sung Hyun, cái tên này không chỉ khiến vợ của thị trưởng Choi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mà Gong Ji-hun còn thấy được cơ hội sắp đến, vì theo lời dặn dò của lão chủ tịch toàn bộ tài sản thừa kế đều để lại cho vợ chồng thị trưởng Choi. Còn hắn thì gần như phải tay trắng ra khỏi nhà. Rất rõ ràng Trang Ho chính là hy vọng cuối cùng có thể cứu mạng hắn. Tôi biết là ông đã giết ông ta. Cứ chờ mà xem, tôi sẽ vạch trần bộ mặt xấu xa của ông. Lời tuyên chiến này đúng là ngầu quá đi, nhưng Trang Ho hoàn toàn không thể ngờ được là Miho ở nhà đột nhiên phát hiện ra máu trên bàn chải đánh răng của mình. Nghĩ đến triệu chứng của bệnh nhân ung thư máu đầu tiên là chảy máu nướu răng, sau đó là chảy máu cam khiến cô có chút sợ hãi.
vì cô đã từng đột nhập vào cơ sở nghiên cứu bí mật của một tài phiệt để cứu những người mắc bệnh tâm thần và bị một đường ống nước vỡ phun chúng. Nhưng đến giờ chỉ là nếu chảy máu nên trong lòng Miho vẫn ôm một chút hy vọng. Đây là bữa tiệc cho những người tham lam để giành giật quyền thừa kế của các tài phiệt hàng đầu. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng đợi cho món bánh hơi này. Có điều chỉ Gong Ji-hun là người tự tin nhất, không chỉ vì hắn là cháu ngoại ruột của lão chủ tịch mà còn là vì hắn đã sớm xem trộm di chúc. Mặc dù hắn rất ấm ức về khoản thừa kế 36% này, nhưng 36% đã là cổ đông lớn nhất của tập đoàn nên hắn đã bắt đầu bắt tay với những người khác trước bữa tiệc này. Để lên kế hoạch loại bỏ vợ chồng thị trưởng Choi càng sớm càng tốt sau khi phân chia tài sản thừa kế, nhưng mọi chuyện thật sự sẽ như những gì hắn muốn sao? Rất nhanh thư ký thân cận của lão chủ tịch và luật sư đã đến, Gong Ji-hun nóng lòng muốn vỗ tay đầu tiên để nhân cơ hội này thể hiện địa vị là người đứng đầu tập đoàn của mình. Tôi là Ki-su, luật sư riêng của cựu chủ tịch. Nghe thấy cái tên lạ lẫm này, Gong Ji-hun lập tức có dự cảm chẳng lành, nên lập tức đưa ra lời chất vấn vì luật sư riêng của lão chủ tịch vẫn luôn là luật sư Dung. Nhưng ai ngờ được là thư ký lại nói một tuần trước khi mất lão chủ tịch đã đổi luật sư và thay đổi di chúc. Sự thay đổi kỳ lạ đến vậy lập tức khơi dậy sự nghi ngờ của mọi người. Nhưng đã đến lúc này rồi nên Ki-su liền bắt đầu đọc di chúc trước mặt mọi người. Tôi chuyển lại cổ phần của xây dựng Uche, tập đoàn Quy, C, quỹ Chìm Bồng, thủ công điện tử cho Juhi. Mặc dù di chúc hoàn toàn không giống nhưng bốn công ty này chỉ là những mảng kinh doanh nhỏ nhất trong tập đoàn. Nên Gong Ji-hun không nhảy dựng lên vì dù gì người quan trọng nhất thường sẽ xuất hiện cuối cùng. Cổ phần của các chi nhánh điện nước công nghiệp hóa chất cơ điện sẽ được chuyển cho thị trưởng Choi. Đây chắc chắn là bản di chúc giả. Lần này cuối cùng Gong Ji-hun lặng người mãi mới phản ứng lại được. Dường như toàn bộ tài sản thừa kế đều bị hai vợ chồng thị trưởng Choi lấy đi hết, mà chỉ để lại mấy chỗ buôn bán nhỏ lẻ cho anh đứng tên. Điều này tuyệt đối không thể nào là quyết định của lão chủ tịch, trong đó chắc chắn có gì mờ ám. Thế là Gong Ji-hun lập tức xông đến chỗ thị trưởng Choi nói lý, nhưng dưới sự lôi kéo của người hai bên, khung cảnh bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhưng bất luận mọi người có gây náo loạn thế nào thì chuyện đã như vậy căn bản không thể làm được gì. Cùng lúc đó buổi phát trực tiếp hiện trường ở bên này cũng đã bị Trang Ho nhìn thấy hết. Và kết quả đúng như những gì anh suy đoán, mặc dù anh đã sớm cảnh báo Gong Ji-hun trước khi bắt đầu bữa tiệc nhưng tiếc là hắn ta lại cứng đầu không nghe. Không những không tin vào suy đoán của Trang Ho mà thậm chí còn nói sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa, chỉ là không ngờ được cú vả mặt này lại đến nhanh đến vậy. Không còn cách nào khác vì tiền tài của mình hắn chỉ có thể mặt dày gọi điện cho Trang Ho, nhưng Trang Ho đâu phải là thứ hắn có thể kêu đến là đi được. Nên hắn gọi cả ngày trời mà vẫn không có ai nghe máy. Hôm sau Gong Ji-hun đã đến đợi sẵn dưới công ty của Trang Ho. Cũng không biết là đã đợi bao lâu nhưng hên là cuối cùng Trang Ho đã xuất hiện. Gong Ji-hun vội vàng đi tới cản đường anh lại và ngượng ngùng nói xin lỗi anh. Nhưng Trang Ho đâu phải người dễ dãi đến vậy nên anh trực tiếp ra vẻ lạnh nhạt và nhắc lại lời hắn nói hôm qua. Anh nói có chết cũng không liên lạc với tôi nữa mà, tôi sai rồi. Tôi thành thật xin lỗi anh, cho tôi xin lỗi. Một người cao ngạo như Gong Ji-hun mà lại thực sự biết xin lỗi. Mặc dù toàn bộ quá trình hắn đã vô cùng chân thành nhưng Trang Ho vẫn lấy lý do là không cảm nhận được thành ý nên định bỏ đi. Không còn cách nào khác, Ji-hun chỉ có thể phát huy tài làm nũng siêu đỉnh của mình. Thế là cuối cùng Trang Ho vẫn đưa hắn vào phòng họp và nói với hắn rằng thị trưởng Choi là cô nhi của nhà họ Jo. Cuối cùng cả hai đã đạt được sự đồng thuận trước nay chưa từng có. Gong Ji-hun sẽ dốc hết sức giúp Trang Ho giành được chức vụ thị trưởng, còn Trang Ho sau khi được chọn sẽ dùng thủ đoạn quang minh chính đại hoàn toàn hủy hoại thị trưởng Choi. Cùng lúc đó để ngăn Trang Ho không làm lớn chuyện hơn, thậm chí thị trưởng Choi còn từ bỏ tranh cử nghị viên, quyết định tiếp tục tranh cử thị trưởng. Mục đích của điều này chính là để vĩnh viễn kìm hãm Trang Ho. Đây mới chính là dáng vẻ vốn có của chị dâu. Đối mặt với đám đàn em đã từng giết vô số người mà cô không hề tỏ ra sợ hãi mà trực tiếp dứt khoát ra lệnh cho họ, không màng hậu quả, không từ thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ. Khi lão Chun Sik hỏi cô liệu có thể nện đối phương không thì cô đã trả lời dứt khoát. Nhưng hôm qua cô vẫn là một người phụ nữ của gia đình, thậm chí mỗi ngày đều phải mang đồ ăn đến cho chồng tăng ca đêm. Vậy mà giờ đây Trang Ho đã bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng nên cô không thể không gồng mình lên mà đích thân ra trận được. Thì ra mặc dù Trang Ho và Gong Ji-hun đã thỏa thuận với nhau nhưng Gong Ji-hun trong tay chỉ có vài chỗ buôn bán nhỏ lẻ nên chỉ sau một đêm đã không còn gì. Không những toàn bộ thuộc hạ đều đầu quân cho thị trưởng Choi mà thậm chí còn suýt bị đối phương loại ra khỏi tập đoàn. Một người tài hèn sức mọn như hắn để hoàn thành lời hứa với Trang Ho chỉ có thể dùng cách chết cùng và giao chiếc USB ghi lại bằng chứng tội ác của tập đoàn cho anh. Nhưng đối diện với người đàn ông đã nhiều lần giúp mình, Trang Ho quả thực không nhẫn tâm ra tay nên anh đã nghĩ ra một kế cho Gong Ji-hun. Chỉ cần tìm được con trai của lão chủ tịch và đâm đơn kiện thì có thể làm giảm quyền lực của thị trưởng Choi đi. Chiêu này lập tức mở ra cánh cửa mới cho Gong Ji-hun. Mặc dù con trai của lão chủ tịch là ác quỷ ở Mỹ xa xôi, nhưng ít nhất cũng có thể khiến thị trưởng Choi trở tay không kịp. Có điều sau khi giải quyết được vấn đề khó khăn của hắn thì vấn đề của Trang Ho vẫn tồn tại. Vụ án lừa đảo thua kiện một năm trước, lúc đó anh là luật sư biện hộ của người bị hại. Nhưng ai ngờ được là dưới tình huống chứng cứ không xác đáng nên anh lại tiếp tục viết nên huyền thoại thua kiện của chính mình. Đến nay tội phạm lừa đảo lại đứng ra đầu thú dưới sự hối lộ của thị trưởng Choi trước công chúng. Đã vậy hắn còn buộc tội Trang Ho nhận hối lộ nên mới chủ động thua kiện. Dưới ảnh hưởng của sự vu khống này, tỷ lệ ủng hộ Trang Ho lập tức tụt dốc không phanh, bất luận là chết hay sống, anh đều phải đối diện với cuộc chiến này. Thì ra ngày mai tất cả người tham gia tuyển chọn đều phải tham gia một cuộc phỏng vấn trực tiếp.
Theo thông tin đáng tin cậy, thị trưởng Choi đã sớm hối lộ người dẫn chương trình của đài truyền hình. Khi chuẩn bị live stream sẽ khiến Trang Ho thất bại hoàn toàn, nhìn chồng mình biết đến đó sẽ làm trò hề nhưng vẫn lao đầu tới mà không chút do dự. Miho quyết định đích thân ra tay giúp anh một phen, thì ra thời gian của cô đã không còn nhiều nữa. Từ sau lần trước chảy máu mũi, cuối cùng cô đã bị chẩn đoán là bị bệnh máu trắng, nhưng vì không để chồng thêm lo lắng nên cô không nói bệnh tình với bất cứ ai. Đến nay vì Trang Ho, cô nhất định phải đi điều tra trang trại nguồn gốc của ống nước. Chỉ cần có thể lấy được chút chứng cứ thì cô có thể dùng thân phận người bị hại đâm đơn kiện thị trưởng Choi, đến lúc đó chắc chắn có thể giúp Trang Ho xoay chuyển tình hình. Nhưng sau khi nghe ngóng một vòng, Jeji phát hiện ra trang trại không những có nhiều bảo vệ mà còn không sản xuất bất kỳ loại thủy sản nào cả. Do đó, Miho đã quyết định tập hợp đàn em sử dụng bạo lực đột kích trang trại, hy vọng có thể tìm ra một số bằng chứng. Cùng lúc đó, buổi live stream bên phía Trang Ho cũng sắp bắt đầu. Tất cả mọi người ở hiện trường đều đợi xem trò hề của anh, còn Miho thì vẫn đang trên đường đến trang trại. Và liệu cô có thể kịp đến cứu anh không đây? Đến giờ chị dâu đã đích thân dẫn người hành động. Cả một tổ chức Big Mao lập tức sôi nổi hẳn lên, thậm chí còn gây chấn động cả thành phố. Đầu tiên là dùng cách hổ báo nhất để thu thập chứng cứ. Trước mặt đám đàn em giang hồ, dù có nhiều bảo vệ đến mấy thì cũng chẳng xi nhê gì. Nên nhanh chóng họ đã khống chế được cả trang trại cá. Đối diện với câu hỏi của chị dâu, lãnh đạo phía đối phương trực tiếp bị dọa đến mức nói năng không đâu vào đâu. Nhưng chỉ lúc sau đã kể lại hết toàn bộ mọi chuyện, thì cả cái trang trại cá này đều là trạm trung chuyển nước thải của các tập đoàn công nghiệp hóa chất. Toàn bộ nước thải chất phóng xạ đều được lặng lẽ thải ra biển, do đó cả trang trại này chính là cánh cửa quan trọng nhất đối với đám tài phiệt. Khi có trường hợp khẩn cấp, toàn bộ đám tài phiệt đều sẽ lập tức điều động đến đây. Nhưng cho dù họ có điều động người thế nào chăng nữa thì trước mặt tổ chức Big Mao cũng chả là gì. Chị dâu mau đi đi, tôi sẽ ngăn chúng lại, mau ngăn chúng lại. Cuối cùng khi hai bên đang đánh nhau chí chóe thì Miho mang theo chứng cứ nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhưng chiếc xe đỏ này lại quá nổi bật nên vẫn bị bọn tài phiệt phát hiện ra và nhanh chóng theo đuôi. Để ngăn Miho đem chứng cứ đến đài truyền hình, đám tài phiệt lập tức sử dụng quan hệ trong giới cảnh sát để lập tức phong tỏa mọi con đường đến đài truyền hình. Nhưng Jeji ở bên cạnh chị dâu cũng đâu phải dạng vừa, nên đã lập tức thông báo tình hình cho Sun Tae, cánh tay phải đắc lực của tổ chức Big Mao. Ok, để tôi giải quyết. Đồng thời Miho cũng muốn tham dự cuộc tranh luận trực tiếp của chồng với tư cách là đại diện cho người dân. Có điều số lượng đại diện đã đầy, nhưng những chuyện vật này thì chẳng là gì trong tổ chức Big Mao cả. Tạo một cái tên thêm vào là được, đơn giản thôi. Ở bên này Miho vừa cúp máy thì đột nhiên một chiếc xe cảnh sát lao đến từ góc phố, thậm chí còn vẫy tay bảo họ dừng xe lại tiếp nhận điều tra. Không còn cách nào khác, Jeji chỉ đành dừng xe lại. Mà cảnh này vừa hay lại bị đám tài phiệt theo sau nhìn thấy nên cười như được mùa. Chuẩn bị bao lâu cuối cùng cũng được đền đáp, kết quả chuyển cảnh chị dâu đi theo em. Kết quả này ngay đến cả Miho cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng có sự hộ tống của họ nên cả quãng đường cũng thuận lợi rất nhiều. Ngay cả khi có trạm kiểm soát trên đường, họ vẫn có thể vượt qua chúng một cách nhanh chóng và thuận lợi nhờ vài câu ngắn gọn của anh cảnh sát này. Điều này khiến đám tài phiệt vẫn đang xếp hàng đợi mở to mắt há hốc mồm ra nhìn. Cùng lúc đó, Bộ trưởng Truyền thông đột nhiên xuất hiện trong phòng live stream của đài truyền hình và trực tiếp đưa ra yêu cầu cho giám đốc đài thêm một thành viên của công chúng nữa. Nhưng giám đốc đã sớm ăn hối lộ của đám tài phiệt nên lập tức lấy lý do phải cấm người thân trong gia đình để từ chối. Tuy nhiên ai ngờ được là bộ trưởng trực tiếp trừng mắt với anh ta rồi quay người rời đi. Sau đó cả quá trình vào đài của Miho vô cùng thuận lợi. Cô vừa đến đài truyền hình thì đã trực tiếp được dẫn vào phòng live stream. Còn Trang Ho đang live stream thì đã sớm bị mọi người dồn đến bước đường cùng. Thậm chí thị trưởng Choi còn yêu cầu anh lập tức rút lui. Chính vào lúc nguy cấp, Miho cuối cùng cũng ngồi vào ghế khán giả và trực tiếp đứng dậy khi người dẫn chương trình yêu cầu người tiếp theo đặt câu hỏi. Tôi là Go Miho. Sự xuất hiện của Miho không chỉ khiến mọi người kinh ngạc mà còn khiến Trang Ho cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thị trưởng Choi còn lấy lý do là phu nhân của người tham gia bầu cử để ngăn không cho cô phát ngôn. Nhưng ai ngờ được là lời tiếp theo đó của Miho lại hoàn toàn khiến mọi người dân trong thành phố kinh ngạc. Tôi không phải xuất hiện với tư cách là vợ của Park Chang Ho, mà là nạn nhân trong việc dò dỉ bức xạ của tập đoàn hóa học. Chỉ với một câu ngắn ngủi đã khiến Chang Ho nổi hết da gà mà lập tức nín thở và nhìn chằm chằm vào Miho. Do vụ tai nạn sụt hố ngày 12 tháng 1 vừa rồi mà đường ống nước ngầm dẫn vào trại cá đã bị vỡ. Lúc đó tôi đang ở hiện trường và bị nhiễm chất phóng xạ dò dỉ. Hiện giờ tôi đã được chẩn đoán là mắc ung thư hạch bạch huyết giai đoạn cuối. Trên đời lại còn những người vô lương tâm đến vậy. Người phụ nữ đã bị anh ta hãm hại mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết giai đoạn cuối vậy mà anh ta lại vẫn còn cười hả hê trước mặt mọi người ở đài. Ngay cả khi phụ nữ chiếu đoạn video đám tài phiệt xả nước thải phóng xạ thì anh ta vẫn tỏ ra không chút sợ hãi, vì anh ta luôn là người đứng đằng sau kể từ sau khi đảm nhận dự án này. Đến nay kể cả khi mọi chuyện bị bại lộ thì anh ta cũng có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu lão chủ tịch đã mất. Do đó chứng cứ mà Miho dùng tính mạng để đổi lấy thực chất cũng không hề gây tổn hại gì đối với anh ta. Có điều Miho ít nhất vẫn cứu vãn được tỷ lệ ủng hộ cho người chồng Trang Ho của mình, khiến tỷ lệ ủng hộ từ 22% tăng vọt lên 40,2%, chỉ kém tỷ lệ ủng hộ của thị trường 5,2%. Nhưng 5,2% này dường như là một chuyện vô cùng xa vời. Đám người Trang Ho cho dù có dốc hết toàn lực vào thì cũng không thể đuổi kịp. Và thế là cuối cùng thị trưởng Choi đã hoàn toàn giữ nguyên chức. Thất bại liên tiếp không những khiến người trong tổ chức Big Mao trở nên mất tinh thần, mà thậm chí ngay đến cả Trang Ho cũng không còn tin vào bản thân mình nữa.
Còn Miho thì lại lần nữa cố gắng hết sức liên kết trái tim của mọi người. Lúc này đột nhiên có người đưa chuyển phát nhanh cho Miho, nhưng trên hộp lại không ghi tên và địa chỉ. Ai ngờ là sau khi mở hộp ra thì đập ngay vào mắt lại là một mảnh giấy. Tôi là Juhi, đây là điện thoại bí mật của chồng tôi. Bên trong có thể có chứng cứ quan trọng. Người tên Juhi này chính là vợ của thị trưởng Choi, cũng chính là cháu gái của lão chủ tịch tài phiệt. Còn Trang Ho mấy ngày trước đã chủ động tìm đến cô, không những nói cho cô biết chuyện Gong Ji Hun muốn khám nghiệm tử thi của lão chủ tịch, mà thậm chí còn khẳng định thị trưởng Choi chắc chắn sẽ nghĩ cách ngăn cản chuyện này. Ai ngờ được là kết quả quả nhiên như những gì Trang Ho dự đoán. Thị trưởng Choi đã nhanh chóng đi hỏa táng thi thể. Điều này hoàn toàn xác nhận sự thật rằng chồng cô chính là kẻ đã sát hại ông nội cô. Do đó Juhi mới lập tức phản bội chồng, nhưng thị trưởng Tán tận lương tâm lại chưa bao giờ tin tưởng bất cứ ai, nên khi Juhi lén trộm điện thoại anh ta đã nhìn thấy rõ mồn một qua camera. Kết quả vào ngày xét xử, Juhi đã biến mất mà không ai biết cô ở đâu. Cuối cùng do không thể chứng minh quyền sở hữu chiếc điện thoại di động, nên thị trưởng Choi không những được tuyên bố vô tội trước tòa mà thậm chí còn kiêu ngạo đến trước mặt đám người Miho mà bắt đầu cười hả hê trước mặt Trang Hồ. Cô có vẻ không đợi được đến lúc đó rồi, hãy giữ gìn sức khỏe nha. Câu nói này cũng đã trở thành con dao cứa đứt tia hy vọng cuối cùng, thế là cô lập tức suy sụp. Vì cô vẫn luôn muốn thấy chồng mình đưa kẻ xấu ra trước công lý. Đến nay chút hy vọng cuối cùng đã tan tành, cô cũng không thể gượng được nữa mà lập tức gục ngay tại chỗ. Sau khi tỉnh dậy, Miho nhìn Trang Ho trước mặt mà bất đắc dĩ nói ra lời cuối cùng. Em yêu anh Trang Ho, nhìn người con gái không dám ăn không dám mặc trước mặt muốn nuôi mình ăn học đại học. Người phụ nữ đã tự mình gánh vác mọi việc để tự cứu mình ra khỏi nhà tù và không bao giờ bỏ cuộc. Anh liền mỉm cười mà nói ra câu mà mình đã nợ cô vô số lần. Anh yêu em Miho. Cuối cùng dưới ánh mắt ấm áp của Trang Ho, Miho mỉm cười và từ từ nhắm mắt lại. Mấy ngày sau, thị trưởng Choi vẫn còn đang ung dung đi lặn thì Trang Ho đột nhiên sải bước đi vào. Đây vẫn là lần đầu hai người gặp nhau sau phiên tòa. Nhưng nụ cười nham hiểm đó của thị trưởng Choi thì vẫn không hề thay đổi chút nào, thậm chí còn hỏi tang lễ của Miho tổ chức thuận lợi chứ. Nhưng ai ngờ được là vừa nghe thấy câu này, Trang Ho liền thở dài một hơi. Cảm ơn anh, tôi vốn còn có cảm giác tội lỗi nhưng giờ thì hết rồi. Chỉ mấy lời này đã khiến thị trưởng Choi thấy khó hiểu, nhưng tiếp đó liền cảm thấy buồn nôn rồi trực tiếp phun ra đầy máu đen. Còn Trang Ho cũng điềm đạm nói với anh ta rằng với tư cách là người tạo ra nước thải phóng xạ, anh cũng nên tự mình nếm thử đi chứ. Nghe thấy câu này, thị trưởng lập tức hiểu ra chính là mình đã biến Trang Ho thành Big Mao thực sự. Tất cả những loại thứ xấu xa tội lỗi đều dường như đều phải cúi đầu khuất phục trước Trang Ho. Đầu tiên là Jeji tìm ra kho vàng nơi thị trưởng Choi đang che giấu và tiết lộ bản luận văn trong đó, sau đó lại tìm thấy Juhi đang bị giam trong bệnh viện tâm thần. Với lời khai Juhi và bản luận văn, toàn bộ kẻ xấu trong đám tài phiệt đều nhanh chóng bị đưa ra trước công lý. Còn cai ngục trưởng mới tiếp đãi họ thì chính là cai ngục trưởng cũ trước đây, một bữa tiệc VIP cũng đã chuẩn bị sẵn cho họ. Và cuối cùng Gong Ji-hun đã giành được 100 thỏi vàng và quyền quản lý tập đoàn với thành tích xuất sắc của mình. Như vậy bộ phim Big Mao đến đây cũng đã khép lại.